bắt đầu câu hỏi từ Phật tử Bình An ở bán đảo Scandinavi. Câu hỏi thứ nhất, an vị Phật ý nghĩa là gì thưa thầy? Chứ an vị là bắt để ổng ngồi, an vị là ổng ngồi để an, để mà ổng giải đạo á. Tất cả những vị mà an vị có nghĩa để Đức Phật ngồi giải đạo. Mà Thiền Tông an vị là an vị Thiền Tông, tức như hỏi về Thiền Tông, về hỏi về tánh á, tánh thấy, tánh nghe, tánh nói, tánh biết, an vị Phật Thiền Tông. Thì Đức Phật dạy về bốn cái tánh của tánh Phật, gọi là an vị Phật. Vì thế mà khi mà Đức Phật đưa cầm hoa sen lên, thì ông Mahakajip thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính ông. Vì thế mà Đức Phật xác nhận ổng là đã ngộ đạo bằng tánh Phật. Nhớ nha, là ngộ đạo bằng tánh Phật, chứ không phải ngộ để mà về Phật giới đâu. Về Phật giới nó khác, gọi là hiểu một trong bốn tánh của tánh Phật, gọi là ngộ đạo tánh Phật. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2. Trong giải đáp thầy có nói là những người độc thân khổ hơn những người có gia đình, và họ cũng khó tạo công đức, và họ độc thân cũng là do nghiệp của họ tạo ra. Tại sao như vậy thưa thầy? Thì do cái nghiệp mình đã đi vào thế giới này mà đi có một mình thì không có bạn, thế là đương nhiên rồi. Giống như con đi du lịch có một mình thì phải đi vô du lịch một mình, chứ không lẽ gặp ở ai vậy ha. À, chừng nào con đi du lịch mà có nhiều người đi theo thì là bạn của con. Nhưng mà có một điều ở thế giới vật lý này là nó quay theo kiểu luật âm dương, mình đi dương không chịu nổi, mà nếu người âm đi không chịu nổi nữa, là cái quy luật của nó. Đi vô thế giới âm dương thì con phải đi bằng âm dương, nó có vui buồn, buồn thương giận ghét, nó nằm ở trong cái thế giới vật lý này. Bởi vì có buồn thì nó có mới vui, còn vô trong con vui không có không được, mà buồn không có không được. Ví dụ dương không thì vô nó vui hoài, mà nó không có âm thì nó buồn. À, thế giới vật lý bắt buộc anh phải đi theo quy luật này, chứ không có nào khác được hết trời. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, nếu nói độc thân khổ như vậy, tại sao 35 vị tổ sư Thiền Tông đều là độc thân hết, không ai muốn lấy vợ hết? Cái này người ta nhiệm vụ mình so sánh với mấy cái ông có nhiệm vụ làm chi. Một ông này người ta có cái nhiệm vụ, mà người ta đi theo cái dòng thiền này thì người ta phải ở tình trạng đó. Chứ nếu mà nắm bắt nguồn Thiền Tông mà có vợ chồng thì thôi, hoàn toàn nó dính cái gia đình thành không được, thấy không? Bởi vì mình phải hiểu cái nhiệm vụ của người ta. Ví dụ người ta là tiếp nối dòng Thiền Tông này là phải người nam, mà dòng Thiền Tông phải là người nam, người nữ không được. Khi nào kết thúc mới là người nữ. Đầu tiên ông nam công bố ra, kết thúc một người nữ cho công bố ra. Đó là quy luật vật lý, nó mới cân bằng được cái này. Còn nếu mà một người, bởi vì tại sao mà Thái tử Tất Đạt Đa phải đi tìm Long Nữ? Tìm Long Nữ là trước công nguyên 256 năm, 568 năm chứ, 568. Mà bây giờ nếu mà tính tới bây giờ là 2019, thì nó lẽ là Đức Phật Thích Ca khi Đức Phật Thích Ca mà khi vào cái nước mà của nước Hồng Văn Lan á, thì lúc đó ông 24 tuổi. Rồi mày cộng đi, mày cộng lại với bao nhiêu cho đủ 80 tuổi, mà bây giờ là 2563 năm, mình sẽ biết cái thời gian rất dài. Nhưng mà cái người mà nắm mạch nguồn Thiền Tông này rất phải là có con người, nó có cái nhiệm vụ mà đi theo một vị Phật để mà truyền bá cái pháp môn này, chứ không phải đơn giản đâu. Còn những người tu theo đạo Phật, tôi nói tu theo đạo Phật mà không hiểu cái Thiền Tông này là đi để phá hoại đạo Phật. Vì thế mà Đức Phật bảo là bắt buộc phải quyền ký với công bố ra, để nó chỉnh lại toàn bộ cái hệ thống của Phật giáo lại, chứ không phải đơn giản đâu. Mình đừng có tưởng, bởi vì
Tôi nói tu theo đạo Phật mà anh không biết giác ngộ giải thoát là anh vô anh phá hoại đạo Phật thôi, chứ không có làm gì hết. Giống như anh làm cái nghề gì mà anh không rành cái nghề đó thì chỉ anh nước vô phá hoại cái nghề đó thôi. Nó vì thế mà Đức Phật cũng biết trước mấy ngàn năm thì ông mới tổ chức cái này. Nó gian nan lắm chứ không phải phải giấy đâu. Bởi vì các tổ mật tâm nắm theo cái này đi mà không dám nói một câu. Chị, mà ta không biết ông là tổ thôi, mà chỉ cái dòng thiền ta biết ông đó là tổ thôi. Chứ người ngoài đâu có biết ông là tổ đâu. Thấy không? Chỉ nguyên một vị tổ chỉ có một hai người biết thôi chứ không có nhiều đâu. Mà hồi xưa một hai người biết ăn thua gì. Đó, thành ra bây giờ, bởi khi mà công bố huyền ký ra thì mình mới thấy gian khổ của mấy ông tổ và kể gian khổ của ông Phật luôn. Một cái công thức rõ ràng mà không ai chấp nhận, mà không ai, người chấp không chấp nhận lại là đệ tử ổng à, đệ tử chân chánh, đệ tử lớn ổng á, chứ không phải đệ tử nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi mình đọc sách Thiền Tông, nghe giải đáp diễn đàn hay lễ truyền thiền thì mình bị sức hút, vậy sức hút này là gì thưa thầy? Cái đó là trong người mình nó đã có công đức, tất cả những người vào đây đều có công đức hết mới vô Thiền Tông được. Còn không công đức thì phải được A Di Đà thọ ký quan khai kiến Phật ngộ vô sanh mới cái lực hút của Thiền Tông này mới được. Còn hoàn toàn mấy người âm hoàn toàn không lưu hút. Âm là gì? Cúng tụng lại lục cầu xin, cái đó là âm đó. Làm cái chuyện mê tín gọi là âm. Nó là thế giới này dương là không mê tín mà nó thoát ra ngoài mà nó nói theo cái chuyện trên trời đất là cái đó là dương của thế giới này. Còn mà làm những cái chuyện mà cầu xin lại lục nó nằm cái âm ở thế giới này. Bởi vì nó phân cách thế giới này là thế giới âm dương. Âm là anh đi sát cúi đầu lại người ta là âm. Còn dương ngẩng cái đầu đi không dòm ai hết đó, là dương. Thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Nhân duyên là gì? Tại sao là nhân duyên nên có nhân quả? Nhân duyên hả? Dạ. Bây giờ mình muốn hỏi về cái nhân duyên nhân quả, mình phải hiểu thế này nè. Trái đất này nó quay bằng cách nào? Nó quay một chiều nó hút vô, một chiều nó đẩy ra. Giống như cái bánh xe, ai để ý nè, cái bánh xe mà chạy đó, khi nó cán nước nó hút vô nha, mà nó hết cán nó đẩy nước ra. Thì cái lực này nó cũng vậy. Vì thế mà mình trồng cái cây, mình sống ở đây thì bắt buộc phải hút vô trái đất, thì từ trái đất nó phát ra được là lực này mình. Bởi vì vì thế mà con người sống ở đây phải ăn thức ăn của trái đất này, rồi để nó đi theo chu kỳ của nó. Giống như cái cây mình trồng xuống, nó phải hút phân để chi nó sanh ra hoa quả, đó cái lực hút của nó. Còn mình cũng vậy, mình phải ăn thực phẩm ở trái đất này để chi để nó phát ra, nó phát ra cái chu kỳ thành trụ huệ diệt. Đó là quy tắc nhân quả luân hồi của nó là vậy. Luân hồi là trái đất nó quay một vòng 365 ngày về chỗ cũ, gọi là quay, gọi là luân, về chỗ cũ là hồi. Vì thế mà Đức Phật gọi là luân hồi. Giờ Thiền Tông ta mới giải mã được chữ luân hồi. Chứ ngày xưa nói thiệt, mấy ông thầy hỏi chứ coi chừng ai ở đây cũng bị luân hồi, hỏi giải thích sao, hoàn toàn không giải thích được, mà chỉ nói thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi mình chết, cô hồn thử sức mình coi mình có về được không? Như thế nào là mình có sức để về? À, sao mình chết cô hồn sao? Còn thử mình á, thử mình có về được hay không, mà cái thử sức hả? Mình về như thế nào mới về được? Thì nãy ra nói mình chết á, mình nói cái bình thường không nói về Thiền Tông. Mình chết là do cái nghiệp của mình chết. Ví dụ mình ở đây mình tạo nghiệp dương thì mình chết là được vãng sanh lên các cõi trời. Nhưng mà người thực thi nhân quả này lại là ông thần. Ông thấy mình trong trung ẩm thân mày nó thích hợp với cái 33 cõi trời á, là chỗ nào nó đẩy vô chỗ đó. Hoặc trong nước tịnh độ thì nó đẩy vô đó. Ông phóng mà. Ông thần giống như mình ở đây là người ta phóng phi thuyền á. Người ta kích hoạt để người ta phóng vô cái
cái ngôi sao nào hoặc cái hành tinh nào đó, kim mộc thủy hỏa thổ vậy. Ông thần thực thi là thực thi vậy thôi. Còn nếu mà trung ấm thân mình nó thấy về cõi âm, là vì khi truyền thiền người ta đã nói rồi, khi nào mình chuẩn bị mình chết mà mình thấy cái con này con kia thì chắc chắn mình là phải làm súc sanh. Thì ông thần dễ rồi, ổng nhìn biết, ổng nhìn thấy cho mình biết á, mày chết mày làm súc sanh á. Nhưng mà chỉ thiền tông mới nói ra thôi. Còn nói là nếu mày chết á thì mày làm thực vật á, thì chỉ thiền tông mới nói, chứ ngày xưa ai dám nói cái này, ai không biết. Xin lỗi mấy ông thầy tu lâu rồi nằm thấy này thấy kia rồi kể chuyện trên trời, nói thầy giảng sanh ha, thầy giải thoát, nói chuyện tầm bậy. Chữ giải thoát phải áp dụng khi nào thiền công công bố ra mới biết chữ giải thoát là cái gì. Còn ngày xưa là ta tu tưởng thôi, vì mỗi một ông thầy tưởng một kiểu, thành nó mới sanh ra là 84.000 cái tưởng. Con tính đi, bây giờ đất nước Việt Nam mình cả thế giới bao nhiêu người tu, không? Nó hơn 84.000 người tu luôn. Nhưng mà thôi, ông Phật ông nói gọn là chỉ 84.000 cái tưởng. Ông tu kiểu gì thì tu. Vì thế mà mới có kết cục lại là ông sáu năm ông mùa rồi voi. Ông tu kiểu gì ông cũng tưởng thôi. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, hoàn toàn là tưởng. Không ai giải thích, không ai giải thích rõ năm pháp môn tu vật lý, hoàn toàn không ai biết, trừ thiền tông công bố ra người ta mới giải thích năm pháp môn này. Đó, mình phải hiểu cái thế giới này, coi chứ cái công thức tuy ở trước mặt nhưng mà không ai hiểu, nó khóa chặt lời không ai hiểu. Ông Phật tại sao người ta không hiểu, là vì ông Phật nói người ta không muốn nghe, ta chửi ổng. Một vị toàn năng toàn giác mà nói còn chửi, huống chi chùa Tiên Diệu nó ra là nó chửi là đúng y chang. Nó thấy được em ta tu mấy chục năm mà tôi cũng không biết, ông không có tu nghề nào mà không biết, ông nói gì, nó chửi là đúng rồi. Đó là thế giới vật lý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy có nói khi mình có công đức thì tâm mình sẽ sáng, tâm mình được sáng là như thế nào ạ? Sáng là vậy, hồi xưa mình không biết, giờ mình biết. Nó vậy thôi, sáng là sáng vậy, chứ không phải sáng như cái đèn pha. Phải không? Không phải sáng như điện điện. Có nghĩa là ngày xưa mình không biết, bây giờ mình biết là mình sáng rồi. Hồi xưa đó, hỏi chứ tánh Phật gì không ai biết. Rồi có chuyện mẫu ông nói một kiểu. Rồi giờ tánh Phật ta nói là thanh tịnh, thấy nghe nói biết, trong thanh tịnh, đó là tánh Phật. Phải không? Thế đó là mình sáng rồi, mình sáng được cái đó. Rồi tánh người hay là quy luật vật lý, hồi xưa mình không biết, bây giờ mình biết, thì còn gì hơn nữa đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhưng nếu công đức bị bôi đen thì làm sao tâm mình được sáng, thưa thầy? Cái bôi đen á là cho cái thế giới này, còn cái mà con đã hiểu rồi thì không mất được. Ví dụ bây giờ con biết là thấy nghe nó biết là thanh tịnh, nhưng mà làm sao bôi được cái thanh tịnh này, bôi được cái này, con không bôi được đâu. Mà chỉ bôi cái chất liệu là công đức để chi? Vì ở trong thế giới này nó có hai cái lực, một là lực đối kháng, dương đi lên, âm hút vô. Cái anh mà cực dương này nè, là nó nằm ở bên thế giới kia, thì bắt buộc ta phải bôi nó đi. Để chi? Để cho nó sống với cái thế giới âm dương. Giống như trong những trái đất này, bằng ngày sáng bằng đêm tối, gọi là âm dương. Bây giờ không sáng không tối làm sao, sáng hoài sao, hoặc tối hoài sao sống? Vì bắt buộc ông thần phải bôi cái này để nó đúng quy luật vật lý. Khi anh gần về rồi, anh tạo công đức để cho một chút sáng, riêng sáng anh biết, anh để nhìn qua tiêu thôi, để anh đi, chứ không phải sáng luôn cái kiểu kia là kiểu không nổi. Thì vì thế mà ông phần bôi để chi? Cho anh đủ nhìn thấy qua tiêu anh đi thôi. Chứ còn nếu mà không nhìn thấy qua tiêu thì giờ ta có thả mình thì biết đường đâu đi. Muốn theo phải nhìn thấy qua tiêu mới đi được. Vì thế mà có bôi là cái đúng theo quy luật vật lý. Còn khi mà ông thần thả mình về rồi á, mình có công đức nhưng mà ông để ít thôi, để cho mình thấy đường thôi. Chứ không phải mà cho sáng. Hồi xưa mình sáng á, có nghĩa là con mắt mình đủ thứ hết. Trên đầu cũng có con mắt, sau lưng cũng có, bên hông cũng có, sau lưng. Đó là nó sáng á, thành ra anh không biết đường đi luôn, anh không biết sử dụng cái nào luôn. Vì thế mà khi mà anh đã có công đức rồi, nó chỉ để một đĩa đỏm nhỏ cho anh thấy thôi, để anh đi. Rồi đi vào trung tâm vận hành luân hồi thì nghiệp âm dương nó trả về cho âm dương.
anh chỉ còn mang cái Phật tánh và công đức về Phật giới thôi. Mình phải tu thiền tông phải hiểu cái nguyên tắc này, còn không hiểu thì mình tưởng ra nó sai. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Đức Phật dạy năm anh em Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu về công thức bụi trần. Xin thầy giải thích cho con hiểu công thức bụi trần ạ. Bụi trần đó là bây giờ mình thấy á, cái bởi vì trong cái quyển một tôi có viết là cái buổi sáng hay buổi chiều mà nắng nó chiếu vô khe cửa đó, mình thấy cái bụi nó lăn xăng ở trong đó, cái đó là cái bụi trần. Chữ trần là nhỏ. Còn bây giờ mình ở đây mình gọi là, hồi xưa mình gọi là nguyên tử, cái đó là mình gọi là nguyên tử. Ngày xưa người ta bụi trần. Còn bây giờ mình ta nói là di trùng. Hồi xưa ông Việt ông bà bảo là di trần. Nó chỉ trần là nhỏ, di là nhỏ nhất. Cái tiếng ngày xưa với bây giờ nó hơi khác một chút. Có nhiều cái nó vẫn sử dụng đúng ngày xưa, bây giờ nó khoa học mà, khoa học nó sẽ sử dụng cái tiếng khoa học bây giờ. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Con là Phật gia Nghiêm Thị Thu Loan ở Hà Nội. Con có 3 câu hỏi như sau. Câu 1. Có một thầy tu ở chùa Vật Lý, bây giờ tu theo thiền tông, hiểu tánh người, tánh Phật, càn khôn vũ trụ và đạt được yếu chỉ thiền tông, vậy thầy đó có thể về được Phật giới không ạ? Về Phật giới không là do cái công đức. Phật tử, Phật gia, thiền gia không có công đức cũng không về được. Người thường có công đức vẫn về được. Chứ không phải là còn cái thiền Phật tử, thiền gia, Phật gia, đây là cái bề nổi của cái thiền tông. Còn cái bề chìm thiền tông không ai biết. Dầu nổi chìm gì có công đức là về được hết. Còn nếu mà thiền gia 60 năm mang thiền gia không có công đức chút nào thì anh mỹ theo cái quy luật luân hồi của trái đất này anh không thoát được. Bởi vì thế gian người nói là anh giờ có làm lớn cỡ nào anh không, ông không thoát ra được cái quy luật nhân quả của cái luật của thế giới này. Thế giới này sống bằng luật thì mình thiền tông gọi là sống bằng nhân quả. Mình phải hiểu nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 2. Người tu thiền tông âm thầm không nói ra, hàng ngày nghe giải đáp của thầy và nghe đài đọc sách thiền tông, chia sẻ kiến thức với các bạn thiền tông trên mạng. Như vậy có phải là ham muốn mãnh liệt không ạ? Không. Cái đó là muốn tạo công đức thôi. Ham muốn mãnh liệt nó khác. Ham muốn mãnh liệt có nghĩa là làm cái gì là chú ý tới cái phần giải thoát thôi, gọi là ham muốn mãnh liệt, chỉ là một đường đó thôi, gọi là ham muốn mãnh liệt. Chứ rồi bữa nay thích cái này với mốt thích cái nọ là không phải ham mãnh liệt, nó không còn đi tập trung được. Ham muốn mãnh liệt là có thể là ham muốn tập trung về một mối này nè, gọi là ham muốn mãnh liệt. Không dời đổi gọi là ham muốn mãnh liệt. Còn vấn đề mà chia trên mạng là đây là tạo cái phương tiện để mình tạo công đức thôi. Thấy không? Mà dù anh Phật gia hay không Phật gia mà anh làm được cái này, mà anh nên nhớ là anh phải hiểu cho rõ nha. Người ta hỏi anh thì anh phải trả lời cho rõ, chứ anh đừng có trả lời sai. Bởi vậy cái người mà không học á, trả lời sai không ai cười. Mà cái người có học cao trả lời sai người ta cười chết luôn. Nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 3. Trong kinh Kim Cang có dạy: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, có ý nghĩa như thế nào ạ? Xin thầy giải thích. Thế giới này tất cả hữu vi. Hữu vi là gì? Là những cái thứ mà nó tứ đại, cấu tạo bằng tứ đại, đất nước cho lửa, có sinh diệt. Bây giờ mình tính ra là mình sống 100 năm, mình tưởng đâu nó là nó dài. Đối với cái không gian này không dài đâu. Mình nên nhớ đâu. Trong ông Nguyễn Du, ông có nói câu, ông có than: mới sáng đã chiều, con người mới buổi sáng đã buổi chiều, con người mới còn trẻ mà bây giờ đã già rồi. Đó,
như mộng quyển bào ảnh. Thì bây giờ mình đối với cái vấn đề mà một giấc ngủ của mình thì đối với cái vũ trụ này, xin lỗi, nó rất nhỏ. Mình thấy mình ngủ 5-7 tiếng mình thấy tưởng nó dài, chứ sự thật rất ngắn. Thì trong Kinh Kim Cang Đức Phật nó như là mộng quyển bào ảnh, như sương mù, như điện chớp. Điện chớp mình thấy không? Sương mù thấy chút, mặt trời lên thì nó mất, điện chớp nó đi qua rồi. Như là bóng chim qua cửa sổ, con cái bóng con chim nó vừa bay qua cái cửa là nó đã mất rồi. Con mình mới sanh ra, rồi đây mới đây đã già, sắp chết rồi. Thời gian rất nhẹ, rất ngắn đối với một cái thế giới vật lý này. Mình thấy ông Phật, ông ở đây gần 8 tỷ năm. Mà khi ông thành Phật, ông nhìn lại nó giống như mới ngày nào. Mới ngày nào, khi ông thành Phật, ông nhìn thấy là ngày xưa ông đã vô, mà bây giờ đã 8 tỷ năm rồi. Mà ông giống như mới ngày nào, 8 tỷ năm mà ông coi giống như sương mù điện chớp. Thì hỏi vậy chứ, cuộc đời của mình một đời người 7, 8, 90 năm ăn nghĩa lý gì? Yeah. Thì cái đó là cái thuật văn học nói theo kinh để cho cái lòng người biết rằng thế giới này nó rất nhanh, nhân quả đến đời, cuộc đời nó rất nhanh. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: con chưa có yếu chỉ thiền tâm mà con có tạo công đức, vậy thần Kim Cang có báo cho mình biết không ạ? Bây giờ á, nếu mà chưa có gì hết nhưng mà con có công chiều, thần Kim Cang dẫn báo, với điều kiện kiểu như mình là ở đây mình trúng số độc đắc, người ta mới đưa tên mình lên bảng phong thần, thấy không? Chứ mà trúng mua chỉ số 10.000, trúng 100.000 ai đưa mình lên chi, thấy không? Có nghĩa là trúng thật nhiều. Cái người mà được thần Kim Cang báo là phải là công đức thật nhiều thì ông mới báo cho mình biết. Giống như mình làm gì có kết quả lớn thì báo chí nó mới đăng, truyền hình nó mới đau. Chứ làm nhỏ nhỏ thì hình nó nói làm chi, báo chí nó đăng, nó nói làm chi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: khi mở máy nghe thiền tâm thì có cõi âm tới nghe rất nhiều, nhưng loài âm thì tần số rất thấp, thì làm sao tiếp cận được ạ? Cái nghĩa là, ví dụ cái vùng này là 1 vạn cái âm hồn đi, đâu phải 1 vạn nghe hết, nó đi hết, còn chỉ vài chục người ngồi đây nghe thôi, chứ đâu phải là ấy thôi. Có nghĩa là nó lực cái đây. Bởi vì tại sao cái lực này, cái lực mà thiền tông nó ra đời, bất cứ chỗ nào thì xung quanh nó phá hết, âm lực nó phá hết. Tôi nói ngày xưa mà chưa công bố nguyện ký thì là không ai dám vô cái chùa này ngủ đâu. Xung quanh là mã mồ không, đây cũng có, bên kia cũng có, đông tây nam bắc đều có. Có nghĩa là cái vùng này, mà vùng này ngày xưa là khu dưới này chiến tranh tàn khốc lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Cái vùng mà ai có để ý, từ cách đây mà khoảng 5 cây số thôi. Hồi xưa mà bên Đức Huệ nó có cái di tích đó, là cái nơi mà hồi xưa đánh một cuộc rách dữ dữ, mà trong sử học nó cứ ghi là mặt trận Dòng Dinh, chiến sĩ muôn nghìn biết đâu mà kể, pháp vô thì dễ trở lại, khó về hoàng thọ đã thề giết cho hết pháp. Đó, hồi xưa là cái trận nó nằm gần đây chứ đâu. Vì thế mà bao nhiêu người họ chết thì họ lãng vãng. Bởi vì từ ví dụ 5-10 cây số họ đi trong vòng tích tắc họ tới rồi, chứ không phải vì mình họ chạy bộ chạy mấy chục cây số mới tới, không có. Rồi họ đi rất nhanh. Có nghĩa là cái vùng này chỗ nào mà nó có là nó phá cái âm lực cách mấy chục cây số chứ không ít đâu. Khi mà thiền tông ra đời nó phá rất lớn. Đó, mình phải hiểu cái âm, cái người âm đó, nó rất nhiều, nhưng mà nghe cái này nó ở lại còn bao nhiêu người. Giờ mình suy nghĩ mình nói con người rồi. Cái này bất cứ một vị nào mà đem đến một cái chùa nào vật lý nói trong vòng 5 phút không còn một người ở, không còn một người nghe, đi hết luôn. Nó mình phải hiểu vậy đó. Vì thế mà tại sao, vì thế mà cái thiền tông vừa ra đời rất nhiều người họ chửi. Để họ âm, họ chịu nổi họ chửi thôi. Cái đó là thế giới bình thường của thế giới vật lý vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: con của con dưới 10 tuổi khi ngủ con có mở kinh An Vị Phật, như vậy có ảnh hưởng tới sự giác ngộ của cháu sau này không ạ? Ăn thua nó thôi. Ăn thua nó mà nó có công đức ngày xưa đó, nó đến đây thì nó thích.
Còn nếu nó không có công đức. Mà thường thường á, cái người mà biết thiền tông trước nha, mà có bào rất tốt, cái bào thai rất tốt, là vì cái nó chịu cái lực này vô nổ, nó mới vô đầu thai được. Chứ còn nếu nó chịu không lực, nó không vô nổ đâu. Vì thế mà 90%, không dám nói 100%, thì những người này rất tốt cho về cái tu giải thoát của người ta. Biết đâu người ta nương vào để người ta tu giải thoát. Vì tu giải thoát này không phải dễ đâu. Ví dụ mà cái nhiều người mà mấy đời trước á, ta đi tu mà ta cũng muốn vậy, tu giải thoát, nhưng mà có chùa nào giải đâu. Rồi đã đời rồi thì cũng không biết, rồi người ta chết đi. Nhưng mà chết đi người ta chưa kịp đầu thai, người ta làm cô hồn hay là ở trong dòng tộc, ở trong dòng họ nhưng mà không ở được trong nhà, kịp họ phải lang thang ngoài mộ, ngoài mã rồi ngoài cây vậy thôi. Thế chừng nào tới giờ ăn họ mới đến rồi ăn thôi. Mấy người đó hồi xưa họ tu mà quyết đi tìm mới giải thoát, mà bây giờ nghe nó ở trần gian này quyền ký công bố ra thì chắc chắn mấy người đó sẽ đến nghe. Để chi? Để nó nâng cấp cái âm của người ta lên thành dương thì nó mới vô đầu thai được. Còn âm thì khi nào anh hết cái lực, anh hết cái nghiệp anh á thì anh mới vô được. Còn nếu mà anh muốn vô thì anh phải tạo làm sao mà cái dương cho anh lên thì anh mới thoát ra được cái quy lực âm, thì mới trở lại làm người vô đầu thai để đi tiếp cận được cái thiền tông này. Bởi vì cái thiền tông này là 10.000 năm mới ra một lần, mà khi ra rồi chấm dứt là 100 năm sau, không hơn. Nó sẽ sớm hơn hoặc là đúng chứ không khi nào hơn. Đó, thì bởi vì khi ông Phật ông ra đời, ông nói khi mà công bố quyền ký ra thì thời gian ngắn trái đất này bị hủy diệt, ông báo cho biết trước vậy đó. Thầy ra cái thiền tông này nói đúng ra, nếu mà nói về sinh tồn của trái đất rất quan trọng. Còn cái vấn đề mê tín dị đoan ở trên trần thế này rất quan trọng. Nếu người ta có chức có quyền phổ biến cái này giống như là giáo dục đi, thì dân tộc đó hoàn toàn không mê tín. Nếu mà cái thiền tông này mà ra được dạy trong hệ thống giáo dục thì tôi bảo đảm quốc gia đó không mê tín. Bởi vì người ta hiểu cho mình hết cái căn bản rồi. Bây giờ mình chứng minh vậy nè. Ngày xưa đó, khi mà trước khi mà đội mũ bảo hiểm á, đầu tiên nhà nước làm gì? Người ta khuyên đội mũ bảo hiểm thôi, chứ không có cấm, yêu cầu không có cấm. Mà khi mà ông ra cái luật anh không đội mũ bảo hiểm là anh bị phạt mấy trăm ngàn, thì người ta đòi. Toàn dân biết thì ai cũng biết. Còn nếu cái thiền tông mà toàn dân biết thì biểu mê tín hoàn toàn không mê tín. Bởi vì mình không biết thì mình mới mê tín. Bây giờ ta đào tạo mấy đứa nhỏ từ lớp 1 cho đến lớp 12, nó biết cái này thì làm sao nó mê tín được. Mà không ai tạo điều kiện cho nó mê tín đâu. Tôi nhớ đó, cách 50 năm về trước đâu có cái vấn đề mà đi cúng như bây giờ. Đám tang không có tiễn như bây giờ đâu. Rất đơn giản, chứ không phải giống như mình bây giờ đó. Trời ơi, đám tang rồi bao nhiêu xe rồi bao nhiêu ông Phật đưa nữa. Mà nó mới hiện mới đây thôi. Tôi xin lỗi là mới chừng 10 năm nay thôi, chứ không có lâu đâu. Hồi xưa đâu có vụ đưa ông Phật đi đưa đám tang, mà giờ bắt ông Phật đi ra đưa đám tang, đưa phụ với ông thầy là sao. Mới đây thôi chứ không phải đó. Đó mình phải hiểu vậy đó. Nó thành ra tại vì cái này là lỗi rồi vô. Về văn hóa, nhà nước phải làm cái này. Để chi? Để cho nó chuẩn lại. Cái gì bằng sự thật phải nói bằng sự thật. Dân tộc mình mê tín hay là không là do luật pháp quyết định. Luật pháp cho biểu anh làm ở đó thì anh làm, còn không bao thôi. Tất cả gì phải là luật pháp. Luật pháp bây giờ anh làm vậy, tôi cắt nghĩa nè. Mê tín là cái gì? Mê tín là tin lầm. Làm cái này là mê tín, làm kia mê tín, làm nọ chính chánh tín thì ta biết ta làm. Còn này luật pháp không nói với mê tín là cái gì, nghe không? Mà nói thí dụ anh nói làm mê tín, mà trong khi đó người ta bắt là anh làm mê tín gì đó. Chứ mê tín làm là gì đó, là làm kỳ cục kỳ quái. Mà kỳ cục kỳ quái mới chắc nhở thôi, chưa phạt nha. Còn cái đó thì làm sao?
Thành ra làm sao sao cái dân tộc mình xóa cái mê tín này được. Nếu muốn xóa mê tín này thì luật pháp, phải có luật pháp hướng dẫn thế nào là mê tín, thế nào là dị đoan. Giống như học lưu thông, thế nào là vượt đèn đỏ, thế nào được đèn vàng. Đó, mình mới hiểu vậy, quẹo trái quẹo phải cái nào đúng mới hướng dẫn người ta. Chứ bây giờ mình không làm cái này thì làm sao phạt cái mê tín được đây. Nhưng mà quốc hội có ra cái đặc biệt, tôi nói là quốc hội ra là không cấm mê tín gì đâu, nhưng mà không thông tư hướng dẫn cái gì là mê tín. Quốc hội phải nói hướng dẫn cái gì là mê tín phải nói. Còn ổng đó là cấm mê tín vậy đó, ông vậy thôi. Rồi ổng không giải thích cái nào mê tín, nào chánh tín, ổng không nói. Rồi sao biết. Mình hướng dẫn đàng hoàng đi, rồi thông báo đến địa phương đi. À, cái chỗ đó nó làm vậy, cái vậy là mê tín đó, thì địa phương đến nhắc nhở. Nhắc nhở một hai lần không được mình mới phạt. Đó, vậy mới đúng là cái luật. Luật thì phải có thông tư hướng dẫn để cho toàn dân thi hành thì mới đúng. Còn mình làm không có cái thông tư hướng dẫn thì những cái luật đó nó không có giá trị. Ai muốn hiểu gì thì hiểu, không được. Vì thế mà trong đạo Phật nó thiếu sót một cái này. Anh dạy người ta tu, dạy người ta cất chùa mà anh không phát giáo lý cho người ta. Anh đồng ý, tôi đồng ý cho anh cất chùa, cho anh tu, nhưng mà trước mắt anh phải học giáo lý. Mà vào vô lý nha, đạo Phật đâu có, đạo khác có, đạo Thiên Chúa có, đạo Cao Đài có, đạo Hòa Hảo có vô lý. Riêng đạo Phật không vô lý, vì biết tu. Vì thế mà tôi tưởng làm sao tôi tu vậy. Vì thế mà 84.000 ông thầy, mỗi ông tưởng một kiểu, thì ông tu làm sao bắt ông đâu. Ủa, ông chừng nào ông tôi vô ông mà ông cho tôi cái bài quyển giáo lý đó, tôi làm sai nguyên giáo lý thì ông phạt tôi. Còn này ông đâu có đưa đâu, thì tôi tưởng sao tôi tu vậy. Thấy không? Vì thế mà có nhiều ông thầy nói tôi mù không thấy đường. Có ông thầy tuyên bố tôi mù luôn, mà tôi không nói tên ổng là ai. Tôi là người tu mù, đụng đâu nói đó. Đều suy nghĩ đi rồi sao. Một con người tu theo đạo Phật mà nói câu đó là hết ý rồi, hết chê nổi rồi, khỏi cần chê luôn. Muốn hiểu sao hiểu. Dám tôi là tu mù, tôi muốn hiểu sao tôi tưởng sao tôi tu vậy. Thấy không? Thấy ghê không? Đạo Phật tại sao? Vì đạo Phật thiếu giáo lý, thiếu căn bản giáo lý nên mới tác tệ như thế này. Nếu có giáo lý hoàn toàn, giống như anh đi bằng lái xe, anh thi đậu tôi mới cho anh lái, tôi không đậu bằng không cho lái. Dạ, dứt khoát vậy đi. Còn vậy không cần biết. Bây giờ tính tu theo đạo Phật không giáo lý, kể như anh lái xe không bằng lái, ai xác minh anh? Giáo lý nó mà bởi này cái này là vậy, tu kiểu vậy vậy thì đúng. Còn này ông có đưa tôi ra giờ không? Ông biểu vô tu, cạo đầu vô tu, tôi tu thôi. Tôi tu, ông không chỉ tôi muốn tu gì tôi tu chứ. Ông bắt tôi sao được? Thấy không? Nó sai cái đạo Phật là cái chỗ này. Nếu đạo Phật có giáo lý đi hoàn toàn làm sao ví dụ mà tôi sai? Có nghĩa là vô đạo Phật là giác ngộ, giải thoát giác ngộ là phải biểu hiếp. Căn bản là anh phải giải biết cho người ta giác ngộ là cái gì, giải thoát là cái công thức như thế nào, thì mới là người tu đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là đạo trùm khắp mọi nơi, nơi nào cũng là Phật hết. Đạo Phật là trùm khắp mọi nơi. Nhưng mà bây giờ cái trùm khắp mọi nơi, giờ khoa học nó mới giải thích được cái này. Chứ ngày xưa nói đạo Phật trùm khắp mọi nơi không ai biết, rồi mỗi ông tưởng một kiểu. Giờ khoa học nó chứng minh rằng nó giải thích được trùm khắp mọi nơi luôn. Mà tôi đã từng nói qua được nhiều lần rồi. Con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: khi mở đài thiền tâm nghe, loài âm đến nghe có gây ảnh hưởng xấu gì đến trẻ dưới 10 tuổi không ạ? Mở đài nghe ai nghe? Mở đài cho người tu thiền tông nghe, rồi loài âm đến nghe có gây ảnh hưởng đến trẻ 10 tuổi. Bây giờ nè, thí dụ mình ở trong cái chùa, mình mở cái đài này nè, cái chùa của mình quyết định là mình được nha. Còn mình anh mà ở cái chùa mà ăn theo người ta không được. Cái trụ trì ông có đồng ý không? Ông trụ trì tất cả các chùa gọi là tu âm,
Bây giờ đưa cái tu dương nào không có chịu nổi không? Rồi cái người ta nghe có chịu nổi không? Bây giờ con suy nghĩ nè, nguyên cái xóm con đi, tôi cho 200 người, con tập trung lại mật đố, con dám mở cái này ra. Trong 200 người không hoàn toàn không dám được. Nó phá mà trong này chịu nổi. Vì trong xóm của con đó, có nhiều người mà ta tu về mật chú đó, cực âm. Rồi thứ nhất mà ông thầy, mấy ông thầy cúng đó, còn âm dữ hơn nữa. Con mở cái này ra, ông đập con liền đó. Vì thế mà phải chọn lọc. Cái thiền tông mở ra phải chọn lọc. Thấy không? Nếu trong gia đình con làm chủ con mở được, còn nếu mà con ở chung với ba mẹ con không được quyền luôn. Mẹ ba mẹ con chuyên môn cúng, chuyên môn tụng không, mà con đưa này nó chửi con, đuổi con ra khỏi nhà luôn, chứ không phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo. Khi Đức Lục Tổ Huệ Năng công bố quyền ký lần thứ nhất, nhiều người đạt yếu chỉ thiền tông, bí mật thiền tông và được truyền thiền. Vậy những người này có biết được đường trở về Phật giới không ạ? Hoàn toàn không. Là vì nên nhớ rằng Lục Tổ Huệ Năng công bố quyền ký này là có cái lý do, chứ không phải là công bố quyền ký này mà hồi xưa đó là chỉ báo cho vua biết thôi. Là vì cái quyển quyền, tất cả những sách viết về thiền đạo Phật thiền tông này nè, nó hoàn toàn nó hư hết rồi. Vì thế mà phải đổi, phải nhờ vua viết lại hết rồi để chôn cái này hết đi, rồi mới đưa cái thế hệ mới này đi. Vì cái thế hệ bây giờ chùa Thiền Tông nó bắt được là nó bắt cái hệ thống của vua Võ Tắc Thiên, chứ đúng gốc của vua của Thái tử Tất Đạt Đa không phải không bắt được, vì nó mấy ngàn năm rồi, thấy không? Thì nó đã mục hết rồi. Thì nhờ từ vua Võ Tắc Thiên trở về đây, thì hiện giờ những cái bản mà viết lại đây là hoàn toàn trích hoặc là in sao lại của vua Võ Tắc Thiên của Lục Tổ. Mà Lục Tổ Huệ Năng chỉ có được phép là giải thích về Bát Nhã thôi. Trong cái quyển của Đức Phật có hai cái quyển mà ông Huệ Năng ông là ông được đó, là cái quyển Duy Thức Học và cái quyển Bát Nhã Tâm Kinh. Hai cô này là nói về phân tích của thế gian này, nhưng mà cái này là không có giải thoát, không mở con đường giải thoát. Giải thoát là anh phải công bố bằng một cái đàng hoàng. Còn ngày xưa gọi là vua Giác Thiên cho chép lại và đời đời là công bố sách sửa lại thôi, chứ không phải là công bố thiền tông, mà để công bố cuốn sách mới, có nghĩa là thay ra đổi lại, cứ giống như cái nhà cũ sửa lại thôi. Còn bây giờ cái chùa Thiền Tông Tân Diệu là công bố hoàn toàn từ A đến Z luôn. Đó mới là trách nhiệm. Vì cái chuyện mà vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa 568 năm trước công nguyên mới đến nước Văn Lang, vua Hùng Vương, Hùng Nghị Vương đời thứ 17, ông nói về cái chuyện này. Thì tất nhiên bây giờ nếu mà tính tới này là 2600 mấy chục năm, chứ không ít đâu, phải không? 2600 mấy chục năm. Bây giờ trước là 500 mấy, rồi bây giờ 2010 mấy, phải không? Nó tên gần 2600 năm. Thì có nghĩa là những cái sách vở này đã lưu lạc mấy ngàn năm, nhưng mà nhờ sao cái thời vua Giặc Thiên giấy rất tốt, mình không biết là bây giờ giấy mình chưa chắc để bằng nữa, phải không? Mà ngày xưa thì dùng cái chất liệu như thế nào đó mà rất bền. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình ạ. Ông gặp đi. Kính Phật giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. 37 pháp quán trợ đạo viết trong sách có phải là Đức Phật dạy để chúng con, để giúp con người nhận được một trong bốn thứ Phật tánh của mình để có công đức và có cơ may nhìn được về Phật giới không ạ? Con lặp lại, nó vàng á, nó vàng quá không nghe rõ. Ba mươi bảy pháp quán chợ đạo viết trong sách có phải là Đức Phật dạy để giúp con người nhận được một trong bốn thứ của Phật tánh của mình
để có công đức và cơ may nhìn được về Phật giới không ạ? Cái này hoàn toàn không. Mình phải biết trợ đạo là cái gì? 30 báp quán trợ đạo. Trợ là trợ giúp, đạo là con đường đi. Nhớ là trợ đạo không phải là giải thoát. Trợ đạo, thí dụ anh muốn tu thành A-la-hán thì ông dạy cái kỹ thuật ngồi thiền, dụng công để đi vào cái thanh tịnh, gọi là trợ giúp đi vào A-la-hán. Hoặc là trong cái nội cái pháp môn tiểu thừa nó 37 pháp, 37 pháp đi lượng chứ không phải nhỏ đâu. Thì nó đi như thế nào? Anh đi vô từ bi nó khác, anh đi vô thanh tịnh thiền nó khác, anh đi nhìn thấy cõi âm nó khác. Nó là gọi trợ giúp đi vào cái con đường mà 37 pháp quán này Đức Phật muốn chỉ. Thí dụ mình muốn đi mở rộng từ bi để mình giúp người ta đó, thì tự nhiên mình là có người có cái lòng từ bi dạt dào, thì gọi là trợ đạo. Đạo này là đường, đường đi vào từ bi, đường đi vào cái thanh tịnh thiền, đường đi vào thấy cõi này cõi kia, gọi là trợ đạo, không hoàn toàn không giải thoát được. Vì thế mà cái này ta gọi là pháp tu vật lý, tu có kết quả theo vật lý. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là giải đáp trước. Thầy có nói là theo thiền tông mà chia sẻ kinh phim ảnh về vật lý là sai. Vậy con hay lấy từng phần nội dung trong hơn 10 quyển, trong hơn 10 quyển của bộ sách Thiền Tông chia sẻ lên Facebook, đăng kèm hình ảnh minh họa theo, thì như vậy có sao không ạ? Và có nên không? Con lặp lại. Đập từ từ. Giải đáp trước, thầy có nói là theo Thiền Tông mà chia sẻ kinh phim ảnh về vật lý là sai. Vậy con hay lấy từng phần nội dung trong hơn 10 quyển của bộ sách Thiền Tông chia sẻ lên Facebook, đăng kèm hình ảnh minh họa theo, thì như vậy có sao không ạ? Và có nên không ạ? Cái đó được, không sao. Có nghĩa là mình đưa lên bằng một cách trung thực là được. Mình đưa về mà đừng có chấp ngã là mình kẹt, không được ha. Tất cả mình phổ biến bằng cái gì mà trung thực là được. Hình thức nào? Bởi vì thí dụ mà giờ con ấy đó, con lấy con xanh này con đưa vô trong cái thư viện cũng được, không ai rầy ha. Bất cứ đưa đi đâu mà người trong đó người ta thích ta đọc, không thích thì thôi. Chứ mình đừng có ép người ta. Tất cả gì mình làm cái vụ này là vì mong muốn cho người ta hiểu được cái này thôi. Người ta chỉ hiểu là con có công đức rồi đó. Còn người ta về được Phật giới thì con đã cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng đó. Nên nhớ rõ ràng, người ta hiểu là con có công đức. Mà ta về được Phật giới, con tạo ra, con cúng dường đúng một ông đạo nhân vô tu vô chứng. Thấy không? Một dạng ông Phật không bằng ông này. Vì một dạng ông Phật là gì? Là có phước sử dụng xài đi thôi. Còn cái đi về Phật giới là phải cái ông này giúp làm sao được một người về Phật giới, thì mới trở thành là cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là có ai trói mình đâu mà dùng câu tu giải thoát? Câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Có ai chối mình đâu mà dụng công tu giải thoát? Câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Dụng công tu giải thoát là... Có ai chối mình đâu mà dụng công tu giải thoát? Ai chối? Bởi câu này là cái câu đối đãi hỏi thôi. Người ta hỏi vậy chứ bây giờ á, thì có ông thầy nói giờ, thưa thầy con muốn tu giải thoát. Thì ông thầy mới hỏi lại ai trói ông mà giải thoát. Cái này là đối đãi giữa cái thế giới vật lý thôi, chứ sự thật họ không biết cái giải thoát là cái gì. Cái này đối đãi của mấy thầy vật lý, cãi lộn của mấy thầy vật lý thôi. Chứ Thiền Tông không có nói cái này. Thiền Tông không nói mắt mà không nói kia bằng nó bưng quơ. Thiền Tông nói một là một, hai là hai, chỉ thẳng mà. Vì thế Đức Phật nói là chỉ thẳng tánh người, kiến tánh thành Phật.
ông tôi chỉ thẳng ông đó, ông thấy không? Vì thế mà ông Mahakasyapa nhìn thấy cành hoa sen thì ông không nói, ông mỉm cười, ông không nói. Vì nếu ông nói thì nó lạc vào trong cái Bát Nhã, trình bày Bát Nhã, nghe không? Vì thế mà Đức Phật hỏi tại sao mỉm cười, ông không trả lời. Ông đọc bài kệ 44 câu trình bày chỗ thấy, có nghĩa là trình bày qua một bài kệ thôi mà để nói được cái chỗ thấy này. Đó, vì thế mà còn cái chuyện mà hỏi mắt hỏi mỏ là giữa mấy cái ông thầy tu vật lý không hiểu, rồi cái này là nói đúng là cũng không phải ông thầy đây mà bắt chước mấy ông Trung Hoa đó, thiền sử Trung Hoa ưa sử dụng cái thuật này, ưa hỏi móc hỏi méo, sự thật ông không hiểu nữa thì ông hỏi móc hỏi méo vậy thôi. Rồi mấy ông thầy sau này tưởng đâu cái đó là dạy công thức tu, cái đó gọi là dạy công thức, nói móc méo móc lò chơi thôi chứ giải thoát hoàn toàn không biết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tiếp theo là nhiều người chưa biết thiền tông nên họ chưa biết mình có Phật tánh, nhưng có nhiều khi gặp một việc đó gì đó bất ngờ thì họ phản ứng lại một cách tự nhiên không suy nghĩ. Như vậy có phải lúc đó tánh Phật của họ làm điều đó không, hay vẫn là tánh người làm ạ? Nhiều người chưa biết thiền tông nên họ chưa biết mình có tánh Phật, nhưng có nhiều khi gặp một việc gì đó bất ngờ mà họ phản ứng lại một cách tự nhiên không suy nghĩ. Như vậy có phải lúc đó tánh Phật của họ làm điều đó không, hay là vẫn là tánh người làm, thưa thầy? Phản ứng tánh người, cái đó tánh người chứ làm sao biết tánh Phật. Tánh Phật mà nếu anh biết mà dù anh có tu thiền tông mà anh phải kiến tánh, anh mới biết hiểu cái tiếng Phật được. Còn anh chưa hiểu mà, anh chỉ nghe thôi là anh sao hiểu được cái tánh Phật. Có nghĩa là thấy trong thanh tịnh là đây Niết Bàn, ai làm sao thấy được cái chuyện này? Thấy trong thanh tịnh là đây Niết Bàn. Cái câu này ông Mahakasyapa đã thấy. Thấy trong thanh tịnh, thấy trong Niết Bàn, Niết Bàn. Vì thế mà ông không tả được, ông mới trả lời Đức Phật bằng 44 câu kệ. Nó thì nói, còn cái này mình không hiểu thì làm sao? Cái này là phản ứng tự nhiên của thế giới vật lý này. Giống như cái giò đau gãi, không cần suy nghĩ, vừa ngứa tôi gãi, có vậy thôi. Làm sao hiểu được ai gãi? Nếu mà biết cái người đó gãi thì mình phải có câu kệ trình xuất ra, giống như vua Võ Tắc Thiên uống trà đào, tay bưng lấy một tách trà, trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm, lời thầy chỉ dạy rất thâm, hôm nay con thấy bệnh thân không còn. Đó là cái phản ứng của vua Võ Tắc Thiên. Cái đó, đó trình bày cái tánh, cái tự nhiên đó, đó bằng kệ, chứ không thể nói nó như thế này như thế kia được, mà dùng cây kệ thay lời trình. Đó là của thiền học. Vì thế mà thiền tông nó mới có những cái câu kệ. Bắt buộc anh muốn hiểu thiền tông anh phải có kệ xuất ra, anh trình bày cái ý của anh thì người ta mới chấm cho anh là đạt được bí mật thiền tông thôi. Nhưng mà chấm là chấm, nhưng mà có nhiều khi nếu mình mà thật tình mình biết thì rất tốt. Còn nếu mình copy thì nó không tốt, có vậy thôi. Nhưng mà nguyên tắc làm bài thi đúng cấm đậu. Còn mà vợ copy cũng kệ đó, thấy không? Thì không có giá trị, bởi vì thế gian này mà anh quy định vậy thì tới ta phải cấp thôi. Vì thế mà Đức Phật cũng nói là 100 người thiền rút lui hết 95 người. Có nói ra nói thiền là giả luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, cách đây thầy có thể chỉ giúp con cách nào để giúp cho người khác nhận ra Phật tánh của họ nhanh nhất được không ạ? Thầy có thể chỉ giúp con cách nào để giúp cho người khác nhận ra Phật tánh của họ nhanh nhất được không ạ? Ông Thích Ca không giúp được, mày biểu tôi. Ông Thích Ca ông còn bó tay chứ đừng nói tôi. Có nghĩa là phổ biến ra, ai hiểu hiểu thôi, chứ còn chuyện không đừng có trợ giúp. Trợ giúp thành ra biểu đưa tôi mấy chục triệu, tôi nói thành ra kẻ lừa đảo luôn.
Thấy không? Cái này không được. Bây giờ hỏi, tôi hỏi vậy chứ, bây giờ tôi đói bụng quá là làm sao thầy cho tôi no bụng? Làm sao đây? Nó bụng thì mình tự mình ăn, nó không, không lẽ giờ tôi là cách nào tôi cho no bụng, không có cách nào nữa. Đó, anh phải ăn thì nó mới no. Còn thiền tông anh phải kiến tánh thì mới tu đúng. Còn bây giờ hồi xưa không kiến tánh, bây giờ không cần kiến tánh, nghiên cứu 11 quyển sách đã xuất bản ra, anh nghiên cứu cái đó đúng thì tới đây người ta chứng nhận cho là đúng. Bằng cái gì? Bằng cái truyền thiền. Thấy không? Chính truyền thiền ta xác nhận anh đã trả lời được 6, 7, 80% gì cái này. Ta chỉ xác nhận cỡ mức đó thôi. Rốt giờ làm sao? Không có được, không có cách nào. Cái này nó phải nghiên cứu kỹ lại. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là cách đây khoảng hơn 1 tháng, con đang nằm bỗng thấy một khoảng không trong suốt, nhìn thấy những cảnh vật rõ ràng kèm theo âm thanh cứ ầm ầm. Xin thầy giải thích giúp con hiện tượng đó là gì ạ? Cách đây khoảng hơn 1 tháng, con đang nằm bỗng thấy một khoảng không trong suốt, nhìn thấy những cảnh vật rõ ràng kèm theo âm thanh cứ ầm ầm. Xin thầy giải thích giúp con hiện tượng đó là gì? Giờ muốn biết cái hiện tượng đó là cái gì? Muốn biết của ông Phật hay là của ông cô hồn? Mà tôi chỉ nói vậy nè, thế giới này của ai? Ông Phật không vô đây. Thế giới này thế giới của ai? Đó, người ta chết vì cái âm thanh và chết vì cái linh thiêng quyền bí ở trái đất này. Mà tôi không nói của ai. Thế giới này ai quản lý? Thần quản lý nghiệp, cô hồn quản lý hiện tượng. Thì tôi chỉ nói vậy là tự mình hiểu. Thấy không? Ông Phật không có làm cái trò này đâu. Ông Phật không có làm cái trò lừa đảo mà vô cho người ta thấy cái này thấy kia đâu. Nên nhớ một điều, thế giới này ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ, nhiệm vụ của loài đó. Thấy không? Mình tu thiền tông phải hiểu phân biệt được ba cái phần của cái ngũ thú tập cư này thì mình mới hiểu cái thiền tông được. Vì thế mà hiện giờ người ta chết về cái đinh thiên quyền bí, thấy này thấy kia, thấy này lập đạo này, thấy kia lập đạo tín ngưỡng nọ, chết là chết cái vụ đó đó. Bởi vì khi mà thiền tông nó ra đời, bây giờ ai nói thiền tông không đúng lợi đây, đối chất, có ai dám không? 2 năm mấy, tôi tuyên bố 2 năm mấy rồi. Từ khi công bố quyền ký ra tôi nói nếu ai không, ai nói thiền tông không đúng mời lại. Mời lại đâu chắc, tôi bao xe, bao ăn, bao ở từ nhà tới đây rồi đưa về, không lấy đồng bạc. Tôi chỉ cần lưu lại những hình ảnh đâu chắc thôi, tôi chỉ cần vậy thôi. Mà 2 năm mấy chưa có ông tiến sĩ nào, chứ đừng nói mấy ông tu, chưa có ông tiến sĩ Phật học nào tới đây. Đó, vì thế mà tất cả những hình ảnh tôi tuyên bố là hình ảnh trong không gian này, trong trái đất này là do Thánh làm. Còn muốn hiểu thánh nào thì tự mình hiểu. Tu đạo Phật thiền tông phải tu bằng trí tuệ. Người ta nói mình phải hiểu cho sâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là tại sao đạo Phật chỉ là một phần của nhân quả? Xin thầy giải thích rõ giúp con. Tại sao đạo Phật chỉ là một phần của nhân quả? Xin thầy giải thích rõ giúp con. Loại nào? Tại sao đạo Phật chỉ là một phần của nhân quả? Đạo Phật hả? Dạ. Đạo Phật là một phần nhân quả, cái đó anh hỏi tầm bậy. Đạo Phật là cái đạo chỉ rõ nhân quả chứ không phải một phần. Đạo Phật, Phật là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi, cái gì cũng không biết hết, mà sao một phần nhân quả được? Cứ đạo Phật là giải thích nhân quả và phân tích nhân quả chứ không phải một phần. Đạo Phật là trung khắp. Anh nói các tôn giáo khác thì đúng, tôn giáo khác một phần thôi. Tôi không nói tôn giáo nào. Thí dụ giờ anh muốn lên Ngọc Hoàng sống, anh làm đúng cái công thức anh sẽ lên được Ngọc Hoàng sống, có vậy thôi. Đó là một phần của cái nhân quả đó, là các đạo khác. Còn đạo Phật là trung khắp mọi nơi. Đó thì mình phải hiểu vậy mới hiểu cái đạo Phật được.
Rồi, nói tiếp đi. Tiếp theo là bạn con có câu hỏi, nhờ con hỏi giúp thầy. Tới thầy ạ, có một bác đang làm bí thư một xã ở Nghệ An, muốn được kết nối đầu cầu truyền hình. Bác mới chỉ đọc sách Thiền Tông nhưng chưa được truyền thiền. Trường hợp này thì có được phép kết nối cầu truyền hình không ạ? Có một bác đang làm bí thư xã ở Nghệ An, muốn được kết nối cầu truyền hình. Bác mới chỉ đọc sách Thiền Tông nhưng chưa được truyền thiền. Trường hợp này thì có được phép kết nối cầu truyền hình không ạ? Nói đúng là nguyên tắc đó, muốn cầu truyền hình phải là thiền gia, mà trước mắt phải có một cái thiền tông thất và được chính quyền xã cho phép. Anh đó là bí thư xã, tức như là đảng ủy của xã, cai quản ủy ban luôn. Nhưng mà theo luật pháp anh là chỉ quản lý về mặt đảng thôi, về mặt tổ chức thôi. Còn về hành chánh phải là ủy ban điều hành cái này. Thì trước mắt anh có cái đó, thì trước mắt nâng cấp cho anh là tạm thời cho anh được làm cái đó. Nhưng mà với điều kiện anh phải có cái thiền tông thất, và đồng thời cấp cho mà anh là giác ngộ yếu chỉ thiền tông thôi, chứ chưa được phong, chưa được là Phật gia thiền tông. Thì ở Nghệ An tìm một người ở chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ cung cấp cho một thiền gia đến phụ giúp anh, cho anh làm trưởng ban luôn. Thấy không? Với điều kiện phải có thiền tông thất và được ủy ban nhân dân xã mà anh làm bí thư đó cho một cái phép hoạt động, thì đây người ta sẽ kết nối truyền hình cho. Nhưng mà cái người đứng ra tổ chức này phải là một thiền gia. Thì tôi nói Nghệ An giờ có 40 ông thiền gia rồi, chứ không nhỏ đâu. Muốn tôi cung cấp cho, tôi cung cấp thiền gia người ta sẽ trợ giúp cho. Với điều kiện thứ nhất, luật pháp anh phải có giấy phép ủy ban xã. Thứ hai, anh phải có cơ sở là thiền tông thất nhỏ thôi chứ không cần lớn. Hình ảnh không cần phải trang bị bằng hình tượng đâu, mà trang bị cho anh ba cái hình bằng ảnh thôi chứ không bằng tượng. Phải làm được cái đó người ta sẽ giúp cho. Thì nói đúng ra nếu mà một đảng viên của đảng Cộng sản mà thích cái này, thiền tông sẽ nâng đỡ tối đa. Thấy không? Để làm chi? Để cho biết rằng cái thiền tông này không mê tín gì đâu, mà thiền tông này đi làm lợi ích cho quốc gia và làm lợi ích cho đảng Cộng sản Việt Nam luôn. Trên thế giới không có cái đảng nào chấp nhận cho bất cứ cái thiền tông này vô, mà duy nhất chỉ có đảng Cộng sản mới thực hiện được cái này thôi. Vì đảng Cộng sản ta rất nghiên cứu rất kỹ về vật chất là duy vật biện chứng pháp, còn vấn đề tâm linh chưa nghiên cứu tới, đang nghiên cứu. Vì thế mà nhà nước có cái khoa gọi là nghiên cứu tâm linh. Đúng rồi, nhà nước có cái khoản này, nhưng mà tại vì chưa có nghiên cứu cái này nó khó chứ không phải dễ đâu. Nhưng giờ nghiên cứu thì bắt vào thiền tông đi vào từng chi tiết một. Vì thiền tông nó giải thích từ vật hữu hình vô hình, quy luật nhân quả luân hồi, vận hành của trái đất, nó đã giải thích rất rõ. Mà nó giải thích bằng khoa học thì phải nương theo cái này thì sẽ làm được. Nếu một đảng viên mà đảng viên quản lý nữa thì làm cái này rất tốt. Tôi nói cho biết rồi, chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ nâng đỡ hết mức cho. Anh không có cái gì tại đây, tôi trang bị hết cho, kể cả âm thanh hình ảnh. Chỉ có cái nhà của anh, cái phòng của anh là tôi không ấy được thôi. Âm thanh hình ảnh trong cái cơ sở anh thiếu cái gì, nói chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ cung cấp miễn phí rồi. Rồi anh hỏi tiếp đi. Người hết phước và người có công đức nhiều sẽ có biểu hiện gì ạ? Con lặp lại. Dạ thưa thầy, người hết phước và người có công đức nhiều sẽ có biểu hiện gì thưa thầy? Người có công đức nhiều với người gì nữa? Hết phước, hết phước. Hả?
người hết phước. Hết phước hả? Dạ. Nói đúng ra đó, cái công đức nó tạo bằng phước chứ không phải là hết phước mà tạo được đâu. Anh có phước nhiều á mà anh không xài á thì nó sẽ thiên qua cái công đức này. Còn người không có phước hoàn toàn không gặp cái này đâu. Vì nó lực cái ban đầu để đi lên thì anh phải có cái thang, mà anh không có cái thang làm sao anh trèo lên cao được. Đó. Thì câu hỏi này không đúng. Có nghĩa là anh muốn vô cái này, trước nhất anh phải có cái phước đức. Biết đâu ngày xưa anh tạo phước đức rất nhiều, mà tạo phước đức để gì? Anh mong muốn được gặp cái này. Vì thế mà cái phước đức nó không giúp cho anh được. Thì bây giờ khi Thiền Tông công bố ra rồi thì cái phước đó nó chuyển cho anh nhìn thấy được cái công đức này, anh mới tạo được cái công đức. À, chứ nếu mà không phước hoàn toàn không tạo công đức được. Mà nếu tạo công đức thì trước kia anh phải có phước rất nhiều. Mà có phước rất nhiều mà anh sai đường, có nghĩa là anh đi cúng chùa hay anh làm từ thiện này là gì? Mong được giác ngộ giải thoát. Thì cái câu đó nó sẽ trả lời từ phước nó chuyển qua công đức là cái chỗ này nè. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thế nào là nghiệp nặng? Nghiệp nặng có cách gì để chuyển nghiệp được không ạ? Lặp lại. Thế nào là nghiệp nặng? Nghiệp nặng có cách gì để chuyển nghiệp được không ạ? Nghiệp nặng hả? Không. Bây giờ nên nhớ rằng là một cục đá mà quăng xuống sông bằng cách nào nó nổi lên đây? Hoàn toàn không. Nghiệp nhẹ thì được. Có nghiệp nhẹ là giống như cái gì mà thả dưới mặt nước, nửa trên mặt nước, dưới mặt nước thì cứu được. Còn chìm thua luôn. Nghiệp nặng hoàn toàn thua, không cứu được. Thế gian này hoàn toàn không ai cứu nổi cái này. Giống như bệnh mà bác sĩ chê rồi đó, không ai cứu nổi đâu. Bác sĩ còn khuyên nó ráng thì còn cứu được nha. Còn ổng chê 100% rồi thì thôi thua. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, khi mất thân mà vị thánh kéo lại thì có thể hô câu nhất tự thiền được không ạ? Khi mất thân mà vị thánh kéo lại thì có thể hô câu nhất tự thiền được không ạ? Không, hoàn toàn không. Bây giờ câu hỏi này là tại câu hỏi không chính xác. Khi mà ta đường về Phật giới, ta nói rõ là đây là cái trường hợp thứ ba. Phước đức nhiều, ác đức nhiều, công đức ít. Nhưng mà công đức ít mà vẫn được mở mắt thấy thì mới dùng cái thuật này. Mà tôi nói thật là gì, mình có ít nhiều mà mình muốn về nha, quyết định muốn về thì ông thần cho mình về, khỏi cần thử. Nhưng mà đây cái thuật để người ta bắt buộc mình phải thi hành đúng cái này. Có thực thật anh muốn về thiệt không? Mà khi mà mình buông rồi đi ra ngoài, chưa chắc mình đã thoát được đâu. Vì khi mà ông thần cho đi ra khỏi, gọi là cái cửa luân hồi rồi đó, thì ông thánh chặn cái cửa lại. Thánh chặn lại, ông thử mình nữa, thử tiếp. Chứ qua cửa thứ hai thử tiếp, ông thử ba lần. Mình phải hiểu nguyên tắc này, mấy cái lời đường về Phật giới, phải hiểu cho kỹ. Thấy không? Chứ sự thật là tất cả những người mà có mở con công đức mà mở được rồi, ít nhiều ông nếu muốn về là ông thần cho về. Hiếm lắm mà, hiếm lắm, chứ không phải, đừng có sợ. Nhưng mà bây giờ đây cái luật của nó vậy, thì bây giờ phải dùng cái thuật buông chứ. Nó xin lỗi, mình la ông thần đâu có giật mình đâu. Nhưng mà ổng la thì ổng phải thả, ổng làm bộ giật mình thả. Nhưng mà thả qua cửa luân hồi, còn cái cửa thử thách trở về Phật giới nữa. Thì vị thánh, thì thánh đó là cô hồn đó. Từ cô hồn nhỏ nó thử rồi, qua cô hồn lớn chút rồi, qua cô hồn lớn chút nữa. Ba đẳng cấp cô hồn thử chứ mới hết đâu. Thử mà xong rồi cái đẳng cấp thứ ba thì mới cho anh đi. Vượt qua được anh mới cho anh đi. Còn mà anh thử được cái đẳng cấp thứ ba không được thì anh, mà nguy hiểm nhất á, khi mà ta thử mà anh không thoát ra được, anh đi, anh theo làm loài cô hồn á, chứ cái đâu còn luân hồi nữa. Bởi vì cái đường luân hồi nó đã đóng rồi, thần nó đưa ra anh ra cho ra khỏi luân hồi rồi, nhưng mà còn một con đường về Phật giới, hai là đi vô cô hồn. Chính trong Phật tính của hồn nó không luân hồi, thấy không? Nó không bị nhân quả.
thì anh phải vô trong đường đó, đó. Nhưng mà anh phải qua tay à. Nó có ba cửa lẫn, ba cửa của hồn. Của hồn nhỏ, của hồn trung, của hồn lớn. Qua được ba cái này thì nó mới đi ra được. Còn không có. Anh mà không thoát được cái ngoài này thì anh phải vô cái làm loài của hồn luôn. Chứ không phải đơn giản đâu. Vô đó, vừa vô là nó thổi đen luôn. Của hồn lãm mà nó thổi cái... Anh hết thấy đường luôn, rồi bắt đầu đi theo nó. Bắt đầu anh phải theo, đeo cái thấy của hồn. Còn cái thấy tánh Phật không còn nữa, nó mất liền. Bắt đầu đi qua cái tánh thấy của cô hồn. Thì phải làm việc theo cô hồn. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là thiền tâm không sát sanh. Nhưng con làm nghề ruộng đồng, nếu con đi phun thuốc trừ sâu hay cuốc vào những con vật trên đồng thì có phạm vào sát sanh hay không ạ? Lặp lại. Thiền tông không sát sanh, nhưng con làm nghề ruộng đồng, nếu con đi phun thuốc trừ sâu hay cuốc vào những con vật trên đồng thì có phạm vào sát sanh không ạ? Này không. Thế gian này, đây đã làm việc theo bình thường. Thuốc trừ sâu, diệt cỏ hay làm này, đây là cái chuyện, cái nghề ở thế gian này, không ăn thôi. Chừng nào mà anh sát sanh đó là anh cố tình anh giết đó. Bọn này đâu có làm nhiều cố tình đâu. Ở trong cỏ nó có con sâu, tôi xịt nó chết vậy thôi chứ. Cái này là cái quy luật vật lý. Anh sống anh làm nghề con sâu, anh ăn bám đồ tôi, thì tôi giết anh vậy thôi. Cái đó quy luật đâu có ăn thua vậy. Nghe không? Đừng có lo, cái đó là mình lo hơi quá đáng, quá nhiều. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, tu tập thiền tâm có dùng đến suy nghĩ trong thanh tịnh không ạ? Tu tập thiền tông có dùng đến suy nghĩ trong thanh tịnh không ạ? Đi tu thiền tông suy nghĩ thanh tịnh như vậy. Thì ta đã nói là cái suy nghĩ mà cầu lợi cho mình là suy nghĩ của vật lý. Mà suy nghĩ giúp cho người ta giác ngộ giải thoát là suy nghĩ thanh tịnh. Tất nhiên động trong cái giúp người ta giải thoát gọi là suy nghĩ thanh tịnh. Còn suy nghĩ để làm hại người ta, để lợi cho mình là mình suy tỉ theo nhân quả, nó gọi là động. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, khi Đức Phật thành đạo và thời kỳ đó có một mọi người đều tin thì này muốn phát hiện ra một vị Phật sống như cư sĩ Duy Ma Cật thì phát hiện ở điều gì ạ? Khi Đức Phật thành đạo, vào thời kỳ đó mọi người đều tin, còn vào thời kỳ này muốn phát hiện ra một vị Phật sống như cư sĩ Duy Ma Cật thì phát hiện ở điểm gì ạ? Bây giờ tôi trả lời cái giới trước á, còn cái giới sau tôi nghe không rõ. Giới trước ông Phật ngày xưa đó, ông Phật ông giả tu chứ không phải là ông tu thiệt. Ông ra ngồi, ông tu khổ hạnh là ngồi gốc Bồ Đề 6 năm. Ôi rồi cái đó là ông giả thôi. Ông lừa mình đó. Vì thế mà trong kinh đó Phật, các ông đừng để Phật tổ lừa. Đây là cái chỗ này, ông Phật ông lừa. Tôi nói thật, ông ngồi ông giả tu khổ hạnh là ông lừa mình. Là sao? Ta đã thành Phật từ giờ nhiều đời trước, ở trên cõi trời đâu xuất rồi. Mà xuống đây tu cái gì nữa? Có nghĩa là ông xuống đây, ông cũng đi khất thực rồi tu khổ hạnh rồi ra ngồi thiền để chi? Để cho ta biết ông này 6 năm rồng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy, nắng mưa sương gió nhuộm đầy, để cho ta biết là ông này tu. Chứ tu cái gì? Ta thành Phật trên cõi trời đâu xuất rồi. Xuống đây làm này để cho nó có cái lộ trình lập ra một đạo thôi. Rồi sau cùng, sau cùng là ngồi thiền 49 ngày sau mê ăn dừa mộc thì tuyên bố ta đã đắc đạo. Mai mốt tôi nói cái chuyện này cho nghe. Đắc đạo 49 ngày là đắc đạo 5 giai đoạn, chứ không phải là đấy đâu. Mà không phải là không. Đắc đạo đây là đắc đạo A-la-hán, mà không phải đắc nữa. Một vị toàn năng toàn giác rồi, cái gì cũng biết mà còn tu cái gì nữa, mà đắc đạo gì nữa.
Có nghĩa là 49 ngày trước khi ổng nói về thiền tông này, ổng phải kiểm tra toàn bộ năm phần của ổng. Một vị Phật có đúng không? Có còn đúng như vậy không? Hồi xưa tôi thành Phật tôi biết hết rồi đó, nhưng mà giờ tôi chuẩn bị tôi nói thiền tông này coi có đúng không? Tôi còn đúng năm phần này không? Đó là ta ổng nhắc lại cho mình biết rằng cái mà ổng ngồi 49 ngày để là ổng kiểm tra toàn là bộ những cái gì mà một toàn năng toàn giác biết, ổng kiểm tra lại thôi, ổng ngồi để ổng kiểm tra lại thôi, chứ không phải ổng đắc đạo đâu. Mà đắc đạo là đạo gì? Đạo A-la-hán. Vì một người đạo A-la-hán rồi, khi mà muốn công bố huyền ký ra, một vị A-la-hán mới công bố được. Là sao? Công bố ra, có ai phản ứng thì ta dùng chưởng lực ta đánh lại, ta bảo vệ mà. Một vị A-la-hán muốn công bố này ra phải có cái thần lực để bảo vệ cái này. Thì mới có vụ ngồi tu, ngồi để kiểm tra. Nói về tu thì nói sai, nhưng mà kiểm tra lại. Quá trình 49 ngày, 5 giai đoạn, cứ 10 ngày một giai đoạn, mà 5 lần thì nó 49 ngày. Thì cái ngày thứ 47 ông tuyên bố rằng ta 3 ngày sau ta sẽ thành đạo. Nhớ là thành đạo mà không phải thành Phật. Ông nói ta thành đạo rồi, mấy ông kia bây giờ dịch lại là thành Phật. Thành cái gì? Ta đã thành Phật cả cõi trời đâu xuất rồi mà ở còn xuống đây thành cái gì nữa, thấy không? Vì thế mà cái thành Phật ổng á, khi nhập thai của hoàng hậu Ma Gia phải con trâu con voi trắng 6 ngày yểm trợ để cho cái bào thai nó sáng hoài, để khi sanh ra thái tử Tất Đạt Đa không quên bất cứ cái gì mà ổng hiểu trên cõi trời đâu xuất. Vì thế mà có cái thuật mà hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng 6 ngày nhập vào cái bụng của mẹ hoàng hậu Ma Gia, thì nó mới có cái chuyện này, thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì, câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Thưa thầy, là cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì, câu này có ý nghĩa như thế nào ạ? Thì ông Mai Ca Diếp là ông thấy thanh tịnh thôi, thì ông không sanh điều gì là không phát ra cái suy nghĩ nữa. Có nghĩa là ông đứng tại cái chỗ mà thấy thanh tịnh. Vì cái câu này nè, tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn, thôi đứng lại. Vì thế mà sau cùng ông mới đứng lại một hồi rồi, muốn lìa sức hút thế gian, chỉ cần thôi dứt niết bàn hiện ra. Đây là cái câu dạy đạo tuyệt bậc tuyệt, tuyệt đỉnh của thiền tông. Vì thế mà thấy thanh tịnh đứng lại thì đúng. Mà nếu mà thêm, vì thế mà trong kinh đó, tánh thấy chồng thấy bị xa luân hồi, anh thấy mà thanh tịnh rồi anh chồng thêm cái nữa là nó vô quy luật luân hồi, sức hút luân hồi nó kéo anh đi liền. Nó đạo Phật thiền tông nó giải rất rất rõ cái phần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo. Trong giải đáp ngày 25 tháng 8 năm 2019, thầy có nói tu thiền tông ăn được thì ăn, chứ ói ra không được. Ý này là gì, thưa thầy? Bây giờ đó mình vô thiền tông mình hiểu rồi đó. Thí dụ cái người thường á, mình không hiểu thiền tông ra ngoài, ở ngoài làm theo cái quy luật nhân quả được hết nha, không sao, nó đi theo cái quy luật đó. Còn anh đã mang vô thiền tông, anh đã có một phần công đức rồi mà công đức bị đeo, mà anh đi theo nhân quả là khó khăn. Nên nhớ rằng, một người dân bình thường mà thọ hình 5 năm, 10 năm tù, chuyện bình thường. Một anh lãnh đạo cao mà ở tù 5 năm mà sao đây? Khổ, cực kỳ khổ hơn mấy ông kia luôn, phải không? Người dân bình thường ở tù không sao, mà cái ông mà làm lớn mà ở tù sao đây? Nó khổ hơn người ta nhiều lắm. Vì thế mà ai nên nhớ là mình ăn vô được mà mình nói ra thì sao đây? Mình chết dở sống mà. Chứ không phải dễ đâu. Cái quy luật vật lý nó vậy, nó cột mình khủng khiếp lắm. Chứ đừng có tưởng, bởi vì Đức Phật ông hiểu, ông nói là liệu tu nổi thiền tông thì vô, không đừng vô, thà đi quy luật luân hồi. Chứ đừng vì thiền tông mà vô đây mà làm những cái chuyện mà phá hoại thiền tông thì anh coi chừng.
Vì thế mà Đức Phật đã lặp đi lặp lại nói thì các ông chửi Như Lai tội không mặn đi, chửi không thôi, mà ông khinh chê Thiền Tông này anh coi chừng. Là vì cái lực đánh trả là nó đánh bằng điện từ của thần Kim Rang đánh. Còn mình ở đây thí dục vật lý nó đánh cao là nó quặt nó bằng cái cây cục đá thôi, mình chỉ u đầu không chết đâu. Mà điện từ nó quánh là tử luôn, không cách nào thoát ra được cái quy lực này. Vì thế mình mới nói nè, cách mấy chục năm về trước đó, khi mà Mỹ Apollo 11 nó lên trên lên cung trăng rồi, mà đây nó bắn đạn bắn đâu có tới, mà nó bắn bằng điện từ, bắn phá một cái trái núi ở trên cái mặt trăng luôn, phải không? Điện á nó không quay mà nó bắn phá một cái trái núi trên mặt trăng, mình thấy không? Có khi nào cũng viên đạn bắn nổi trên mặt trăng không? Vật chất không được. Nó khi mà tới khi mà loài người văn minh về điện từ rồi thì trái đất nó đã bị hủy diệt sớm lắm. Vì thế mà nó giết người bằng súng động súng đạn thì dễ phát hiện lắm. Còn nó giết người bằng điện từ rồi anh khỏi cần phát hiện luôn. Thì suy nghĩ anh chỉ cần đứng đó tự nhiên anh té anh chết thôi, họ không biết ai làm gì, bắn bí mật bằng điện. Vì thế mà nó có cái chuyện, nó có chuyện bởi vì ông Phật có nói là khi loài người văn minh bắt đầu công bố nguyên khí là cái bắt đầu cái loài người văn minh nó đi rất nhanh, phát triển rất nhanh, để cái Thiền Tông này nó kìm lại đó, nghe không? Vì nó phân bích được rằng thế giới vô hình là cái gì, rồi thế giới văn minh là cái gì, ông phân tích cho biết hủy diệt của cái loài người. Nó thành ra tất cả những cái chuyện gì mà vấn đề mà cái cõi mà thấy vô hình sự thật nó là chi phối toàn bộ cái trái đất này. Còn mình con người chỉ là quản lý về vật chất thôi, hủy diệt bằng vật chất thôi, không ăn thua gì. Mà hủy diệt bằng điện từ mới là khủng khiếp. Bây giờ mình tưởng đâu mình thấy trên trái đất này là 7,5 tỷ người, mình tưởng nó nhiều, xin lỗi. Hình ảnh trong không gian trái đất hàng tỷ 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 lần vậy. Mình thấy rõ ràng, mặc dù một cái vùng này thôi, 1,000 cái điện thoại mở ra vẫn có 1,000 cái hình ảnh trong này. Nó cái cõi vô hình nó nhiều lắm chứ không phải đâu. Bởi vì đi vào cái cõi hữu hình đó thì anh phải làm mới ăn, còn cõi vô hình nó đâu có cần làm đâu. Anh ăn chay thì anh ra ngửi nước, hửi cây cỏ qua lá thôi. Còn anh ăn mặn thì ta chiên xào nó bốc lên. Nó mình phải hiểu thế giới này nó rắc rối lắm chứ không phải đơn giản. Mà giờ Thiền Tông ra đời để làm gì? Nó để nói bằng sự thật. Từ con người, vạn vật, trái đất nó nói hết ra. Hữu hình, vô hình nó nói trắng bóc ra. Để chi? Để cho con người biết là không mê tín gì đó nữa. Và đồng thời sống thuận theo khoa học. Thì con người mới tồn tại dài. Còn nếu con người sống bằng cái tưởng rồi đây anh sẽ chết sớm, anh càng tưởng anh càng chết sớm. Rồi, ông hỏi tiếp đi. Người chưa được truyền thiền làm sao về được Phật giới nếu không có vị Phật dẫn đường, thưa Thầy? Nếu không làm về Phật giới thì ta nói anh có công đức rồi anh hiểu được cái đường về Phật giới thôi. Còn cái chuyện truyền thiền là cái chuyện cho ông Phật đến chứng kiến thôi. Mà khi anh mất rồi hoàn toàn công đức rồi thì ông thần không thả anh ra chứ còn đi đâu nữa. Ông mà nhiều quá rồi, ông không quản lý, ông không dám quản lý trái đất này đâu. Có phước thì đẩy lên mà các cõi trời, còn có phước chưa âm thì ở đây. Còn ông có công đức gì đâu, ông đâu có dám chứa đâu. Mà nên nhớ rằng tất cả những người mà không truyền thiền mà có công đức hoàn toàn họ không chấp nha. Họ hiểu cái này. Thì cái lực sáng rất nhiều. Vì thế mà trong kinh có câu: công đức lớn quỷ thần kinh. Quỷ thần phải sợ cái người có công đức lớn này. Anh ở cấp bậc nào tôi không biết, nhưng mà có công đức là tôi sợ. Giống như con người, tôi không biết anh quan hay là dân gì mà anh đi mà trong túi anh có một đống vàng thì tôi sợ anh vậy thôi. Đó, bằng cái lực của người ta. Chứ còn anh làm quan mà trong túi không có đồng, không ăn thua gì. Thấy không? Giờ hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: theo con biết thì tu Thiền Tông thì không có lại người đã mất, vậy có được hôn hay chạm vào họ không ạ?
cái gì nó mất á hả? Dạ, thì người nó, đã mất. Mất có chạm vô không hả? Dạ. Thì trong này cái quy luật ta nói rồi, anh giảng sanh mấy đi về Phật giới thì mấy giây đi rồi, còn lên trời thì 5 phút ta đi rồi, để muốn chạm gì chạm. Nhưng mà kỹ nhất là cái người ở lại dòng tộc, một vô dòng tộc, hai làm cô hồn, cái làm này 49 ngày đó, 8 tiếng đồng hồ phải kiểm tra chết lâm sàng. Nhớ nè, cái người làm ngạo quỷ phải chết kiểm tra bằng lâm sàng, coi có thật tình chết không. À, dù có tết cũng phải để 8 tiếng mới liệm anh. Nó chết lâm sàng anh không biết đâu, bởi vì có nhiều cái trường hợp mà chết rồi đem chôn nó la đập mồ đập mã luôn. Người ta nói quỷ thổ chứ không phải quỷ gì, ta chưa chết anh đem chôn ta. Tôi nhớ hồi đó có một cái ông cũng quen tôi, bằng tuổi tôi, ở đường Bùi Thị Xuân ở quận 1 á. Trời ơi, mới đi ở nhà, vô nhà thương hô chết đem về, mới để kêu thở, kêu cái gì trại hồn nó liệm liền. Mới liệm buổi sáng buổi chiều ổng đập. Chưa mà chuẩn bị làm lễ để đi ấy đó, để nó ổng giải tum, ổng giải đùng 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 rồi đó. Đó. Mà bây giờ ổng sống tới giờ đó, chôn sống một lần bây giờ, chôn sống tới giờ. Nó bằng tuổi tôi đó, là 80 mấy tuổi. Mà giờ ổng mạnh lắm, mà khỏe hơn tôi luôn. Ổng chết một lần rồi, mà không được chôn. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, trong giải đáp Thầy có nói tu Thiền Tông là tu 5 chữ, là học giác ngộ giải thoát hay buông giác ngộ giải thoát. Hai ý này có ý nào đúng không? Bây giờ cái chỗ này là cái chỗ Quan Âm mà tôi đang chuẩn bị, tôi làm cái tượng, tôi sẽ nói hết cái chuyện chu năm tu. Ông đưa 5 ngón tay tu 5 chữ, giờ tôi không trả lời, để đi vài bữa ra đưa cái hình vô rồi ra đọc biết, nghe không? Thiền Tông tu có 5 chữ thôi, không tu hơn. Còn các pháp môn khác nó tu mấy ngàn lận, ở đây có 5 mà có 5 chữ. Mai mốt cái hình này nó sẽ đưa ra thấy, để giữ bí mật chút đi, để mốt ra để nhìn thấy. Em chuẩn bị nó đang khảo sát nó làm. Rồi hỏi tiếp đi. Sao thế gian này gọi là thế giới dục giới? Dục ý nghĩa là gì? Dục như là thúc dục mạnh, thế giới dục thúc thức mạnh ảnh vì âm dương mà nó hút, thế gọi là dục giới, thức hút dục giới bằng thế giới vật lý. Nên nhớ rằng cái gì cũng mạnh hết, tôi nói vậy thôi, rồi muốn hiểu làm sao đó hiểu. Thế giới âm dương cái gì cũng mạnh, rồi tùy theo muốn hiểu kiểu gì đó hiểu. Nếu mà nói trắng ra thì phàm phu quá, phàm phu tục tử quá thì thôi. Hỏi câu khác đi. Xin Thầy giải thích câu trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói: các con ghi nhớ lời Thầy, người không vọng tưởng như thay thối sình. Con xin cảm ơn Thầy. Thì bởi vậy mấy ông tu mà ngầu dẹp vọng tưởng, ngầu dẹp cho nó hết. Thì ông nói rằng nếu anh hết vọng tưởng thì giống như cái cây. Rồi sao? Con người là cái tim nó bóp để nó phát ra cái vọng tưởng. Thì giống như cái nhà máy, cái dynamo nó quay để nó phát ra điện. Thì trong cái điện đó nó có những cái li ti á, gọi là điện tử, nó gọi là cái điện ngắn á, gọi là điện tử. Mà nếu mà trong điện mà nó không có cái điện tử thì cái điện nó không có cháy được. Thì con người sống mà không có vọng tưởng thì hoàn toàn giống như cái cây khô, có vậy thôi. Vì thế mà Lục Tổ Huệ Năng muốn chỉ cho cái ông tu mà dẹp ngồi vọng tưởng, hoặc là tu biết vọng không theo, thì ông Lục Tổ Huệ Năng ổng nói bằng câu đó đó: người không vọng tưởng như thay thúi sình. Đấy, như cái thay chết rồi làm sao có vọng tưởng. À, Lục Tổ muốn dạy là dạy chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Câu khi sân đốt gừng công đức có ý nghĩa ra sao ạ? Dạ. Khi sân đốt rừng công đức, câu đó có ý nghĩa ra sao ạ? Đốt rừng công đức hả? Dạ. Khi sân nó sân hận. À. Khi sân giận lên á, giận lên thì đốt cả rừng công đức. À, giận lên đốt cả rừng, mấy ông nói tầm bậy, rừng công đức làm sao đốt?
Có nghĩa là cái khi mà sân hận nổi lên đốt rừng phước đức là đốt được. Rừng phước đức giống như là mình có tiền giấy vậy đó. Nha, mình có một rừng tiền giấy đốt nó cháy. Còn công đức như vàng rồng làm sao đốt? Anh có đốt nóng nó cũng nằm đó, nó cũng chảy nằm đó thôi, không mất. Vì thế mà văn học nó sai. Nó sai từ cái chỗ này nè. Vô chùa, cúng chùa gọi là hồn công đức. Có hồn công đức nào đâu trong cái chùa. Hồn phước đức mà ngày xưa đó, tổ tiên mình để lại, ta để là gì? Hồn phước điền. Có nghĩa là anh làm phước để anh mua ruộng. Phước điền, điền là ruộng, làm phước mua ruộng. Bây giờ cái hồn ở đây thì phải để dành. Hồn phước nhà, làm phước để mua nhà, cho mua ruộng. Mua ruộng giờ làm cực lắm, mà làm cực không á. Mua nhà cho thuê lời hơn mua ruộng cho thuê. Thành ra bây giờ các chùa nên để lại là hồn phước nhà, làm phước tôi mua nhà để tôi cho thuê. Còn phước điền, bây giờ suy nghĩ một mẫu ruộng giờ có ai thuê? Thuê anh bao nhiêu rồi tôi trồng cái gì? Một tháng tôi lấy lại mà xình không, nó dính tôi ngu rồi tôi mua ruộng. Phải không? Nó chết là chết cho đó. Vì thế mà ta nói hồn công đức cũng đúng. Bây giờ người ta hồn, mà ngày xưa là hồn phước điền, rồi bây giờ ổng để hồn công đức không đúng. Vì ổng không hiểu. Chính giờ vua Lương Võ Đế mà không hiểu công đức phước đức thì làm sao mấy cái ông sau này biết được. Nó gì dễ mà muốn để tầm bậy bạ. Tôi thấy trong truyền hình nó chiếu cái miễu mà cũng công đức. Rồi sao? Miễu vô công đức, miễu cúng có hồn một công đức cái gì? Cúng là cúng ác đức, hồn ác đức thì được. Chứ còn hồn công đức làm sao trong miễu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Xin Thầy chỉ cho con hậu quả của chấp ngã đối với người tu thiền tông ạ. Bây giờ tu thiền tông mình nên hiểu rồi đó. Thì cái chấp ngã nào của thế giới vật lý mình không xài. Mà mình lỡ mình xài rồi sao? Nó rớt xuống hầm 18 á, nó nặng quá nó đẩy qua hầm 19 rồi sao? Coi chừng. Vì thiền tông khi mà anh đó tu cho đỉnh cao rồi mà anh chấp ngã một cái anh rơi xuống cho đó là chỉ nước vô 10 tỷ năm thôi. Người ta đã có thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm ta ra, còn cái 10 tỷ năm thì phải đúng 10 tỷ năm trái đất tan rã anh mới ra được. Đó là ghê gớm. Mà trong kinh Diệu Pháp gọi là cái hầm gì? Cái hầm lửa lớn. Ông lửa lớn là tại sao? Tại sao Đức Phật ông nói hình lửa lớn? Vì cái hầm ở mặt trời, sát bên dánh mặt trời. Mặt trời là cái lửa lớn. Nè, ông nhìn thấy. Mình ở đây, ví dụ mình có nóng á, thì cái nhà nó che mình, nó mát. Còn bây giờ mình ở đây, mình đứng ngoài nắng hoài chịu nổi không? Mà đúng là kêu bằng hầm gần mặt trời, còn ở đây gọi là hầm xa mặt trời. Nó giam anh ở ngoài nắng tối ngày đó, gọi là hầm xa mặt trời. Nóng mà. Mình ở đây nói với lỗi vào trong nhà 30 độ, hai mấy độ, 40, ở ngoài kia lên trên cả 100 độ không? Làm sao chịu nổi? Thành ở ngoài phải có cái gì bảo vệ, có nón, có dù, có che mình mới bảo vệ. Còn nếu mà đứng phơi nắng có chịu nổi đâu. Thịt mình nó còn cháy luôn. Mà mình ở đây vậy nha, qua bên Tunisia đó, qua bên cái sa mạc Sahara là 400 độ. Nó vậy làm sao chịu nổi? Phơi một tiếng hồ ai dám phơi nổi? Đi qua sa mạc đi cũng không dám đi chứ. Đó. Còn qua Mỹ, Las Vegas đó, cái chỗ cái tiểu bang Nevada đó là bao nhiêu? Tôi không biết bao nhiêu mà nó để khi mà anh đi ra ngoài đường á, anh rớt cái cục thịt xuống đường dầu nó nổ xèo luôn luôn á. Nó rậy ra, nó nóng bằng cái lửa luôn á, nóng bằng cái sức nóng của lửa mà nấu nướng á. Mà nếu mà mình ở đó hoài sao mà chịu nổi? Không? Thành ở cái thế giới này, bởi vì khi tu thiền tông đừng có chấp. Mình làm tầm bậy một cái chút xíu, giống như mình người thường á, mình sao không được. Mà xin lỗi với anh mang cái lòn thiếu tá đi, anh mang cái quân hàm thiếu tá là đại tá đi, mà anh vi phạm làm sao đây? Anh chịu nổi không? Nó khổ hơn cái người thường đó. Mình phải hiểu cái thế giới này là thế giới nhân quả. Mà thế giới nhân quả vật lý âm dương nó khủng khiếp lắm chứ không phải ấy đâu. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Con có nghe bác nói là tu theo thiền tông là đối đầu với nhân quả. Con chưa hiểu lắm, xin bác giải thích rõ giùm.
Có nghĩa là mình thấy cái nhân quả là cái thế giới vật lý âm dương nó quay, thiền tông tu để là phá toàn bộ nó đó. Là vậy, và trực diện đấu đầu với ma dương nó chứ không phải nhỏ đâu. Vì thế á, mà khi mà cái chùa Thiền Tông Tân Diệu ra, tại sao một mười mấy ngàn ngôi chùa đều chửi chùa Tân Diệu hết, mà chưa biết đâu, khi công bố ra 6 tháng rồi, bao nhiêu kế hoạch người ta dạy, ta dẹp cái chùa này, tại ở ngoài tôi không dám nói, bao nhiêu người ta chửi, rồi bao nhiêu cái văn bản người ta gửi đến, khi mà ta chửi cái chùa này, không phải một cái chùa, hai chùa chửi nhưng mà tôi công bố ra đó, nhiều lắm, không chùa nào chịu nổi, có nghĩa là mình không phải được trực diện đối đầu với người ta là sao, thấy không? Vì thế mà ông Phật ông nói là khi con công bố ra rồi 5-7 người biết con trốn đi, con ở rồi nó giết con à. Rồi sao? Mà tại sao giờ dám nói vậy? Thì kỳ đầu tôi nói là tại vì cái luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ cái này, bảo vệ cái tín ngưỡng này, này. Không có luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tức khắc cái chùa này đốt ra tro liền, chứ không phải dễ đâu. Đó, nhưng mà mình làm cái gì nó không phải đúng luật thì người ta mới sợ. Bởi vì tại sao mà khi nào diễn đàn tôi ra, tôi đưa cái bộ luật hình sự ra tôi nói, thì tôi có cái ý đó, nó vậy, tôi đưa cho biết đó, muốn thử nhào vô chùa Thiền Tông Tân Diệu giải đáp và diễn đàn có phép đàng hoàng, không tin nhào vô thì sẽ thấy. Nó tôi nói rõ ràng cho, tôi không giấu, thấy không? Nhưng mà mình nói thì phải có căn bản luật pháp bảo vệ mình, còn mình nói mà luật pháp không bảo vệ mình thì hoàn toàn không cách nào sống nổi đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, người tu Thiền Tông đến giờ phút lâm chung phải chuẩn bị tâm lý như thế nào cho đúng và dặn dò con cháu ra sao? Là người thân khóc khi chung ấm thân chưa xuất gia thì có ảnh hưởng gì đến đường về Phật giới không ạ? Bây giờ chuẩn bị gì? Đã mình học rành rồi, mình không có vọng tưởng, tới đó mình đừng có tưởng gì, đừng có chuẩn bị cái gì. Lo hết rồi thì tới đó không tưởng bất cứ cái gì hết. Thì trong những quyển sách người ta dạy, trong cái bài mà Tiễn Phật Gia ta cũng đã dạy rồi, mình căn cứ vào đó mình làm thôi, chứ chuẩn bị gì. Người ta theo cái mẫu của mình thì mình làm theo cái mẫu Tiễn Phật Gia thôi. Thiền Tông nó có cái đặc biệt về Phật giới, nó mới có cái bài tiễn. Còn mà tắc tu vật lý không tiễn mà để cầu, nhớ nè, thiền tất cả vật lý là không tiễn mà cầu sinh. Còn đây không có cầu ai, tu tiễn đi vậy đó. Nào, rõ ràng chắc ắn tu tiễn, giống như là tiễn ra máy bay mà tiễn đi nước ngoài, chứ không có cầu. Nó khác cái chỗ tu vật lý là anh phải cầu bất cứ cái gì, anh phải cầu hết. Đại thừa, trung thừa, niệm Phật, niệm chú, hoàn toàn phải cầu. Còn đây là tiễn, chứ không cầu ai. Tôi chắc chắn anh đã về đó rồi, tôi tiễn anh đi đó. Để yên lòng thôi, chứ sự thật đó là tiễn để cho nó vui vẻ với người ở lại, chứ người kia 5 phút ta đã đi rồi. Thấy không? Mình tiễn đây là để nói cho người thế gian ở lại vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Khi xưa con theo đạo mẫu, có hứa trước bàn thờ mẫu sẽ làm lễ hàng tháng để cầu giải thoát. Nay con theo Thiền Tông, con biết việc cầu giải thoát là không được, nên con không muốn làm lễ nữa. Vậy con phải làm sao khi đã lỡ hứa khi xưa? Bây giờ hằng ngày con đi chợ để mua hàng, cái gì mua, nay con không đi chợ làm sao? Thưa chợ, nay tôi không đi nữa. Con không ra chợ thì tao biết con không đi thôi, chứ giờ không lẽ thưa chợ, nay tôi không ra chợ tôi mua. Phải không? Có nghĩa là hồi xưa mình đi rồi không ấy thôi. Hồi xưa tôi ưa đi tới chỗ này nhậu, mà giờ tôi không tới nhậu nữa, thôi tôi ở nhà, không lẽ lại từ giả cái quán nhậu. Đừng có hỏi vậy, không đúng. Rồi hỏi câu khác đi. Câu tiếp theo. Tại sao mỗi lần con nghe kinh An Vị Phật xong là có người trong nhà tới kiếm chuyện để cãi cọ, nổi sân với họ?
Mặc dù con mở nghe trong tai nghe chứ không hề mở ra tiếng lớn. Mình nên nhớ một điều á, cái tiếng vang của mình á, cái người mà tứ đại á, ở trong tai người ta không nghe, còn người âm nó nghe hết à. Cái người âm bây giờ anh nói thầm thầm nó cũng nghe nữa, chứ đừng có nói. Có nghĩa là nó phát ra, cái người âm á, người ta nhạy lắm, ta nghe bằng điện từ mà. Nó bắt cái làn sóng điện từ nó nghe, còn mình ở đây nó bằng cái làn sóng âm thanh nhờ điện từ tải đi, nó phải qua vật lý, nó khó nghe hơn. Vì thế mà nghe thầm, bây giờ người ta trong gia đình mà nó thuộc về tu mà thu âm rồi đó, thì nó chửi là đúng rồi, nó bực. Bây giờ tất cả những người niệm Phật niệm chú là gì? Là thánh, thánh ngữ hết. Anh niệm càng giỏi, thánh càng ở trong anh nhiều. Vì thế mà tôi âm mà tôi ở đây mà tự nhiên anh tự ở trong nhà này có ai làm dương, tôi tức, tôi la, tôi làm, tôi quậy vậy thôi. Mình phải hiểu, bởi vì Đức Phật nói là cái thiền tông này tu không lưu dấu vết là cái chỗ này. Đừng có khoe mình tu thiền tông, thì mình phải giữ sao cho khéo. Cái gia đình mình nó 4-5 người tu hết thì rất tốt, còn nếu mà một người cúng thôi, ba người tu, cái người cúng nó cũng quậy nát mình luôn á. Bởi nó khó, rắc rối. Thế giới vật lý này nó khó. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: nếu cuối đời chỉ giúp được 1-2 người đạt ý chỉ thì công đức có đủ để mở mắt không ạ? Một người cũng mở được chứ không phải 2-3 người. Cái giờ chót mà chỉ cần giúp được một người để chỉ mở mắt thôi, thấy không? Bởi vì con mở hết cái con mắt và con mà 2 phần đi, mở hết 2 phần, còn con mở 1 ly nó cũng vẫn thấy, cái là đủ sức thấy cái hoa tiêu thôi, chứ không cần 2 phần, 3 ly, 4 ly, không cần cái chuyện đó. Cái là tôi làm sao thấy thôi đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc mà nhìn cái hoa tiêu, chứ không phải mở trừng, mở kiểu mà xoe con mắt mới thấy, không cần. Anh chỉ hí hí anh cũng mới thấy rồi, là anh đi được rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo: Phật gia thiền tông tạo công đức 2-3 năm cuối đời, ông thần không bôi đen công đức, thì vị này có biết không ạ? Biết. Có nghĩa là con cái cuối đời mà con tạo công đức, con nhìn, con nghe được hết, con biết được hết. Nhưng mà nên nói một điều, nếu mà con nói cho người khác nghe nó bị bồi, tự con bồi. Vì thế mà trong khi mà thi truyền thiền, ta nói là những cái năm tháng cuối đời mình tạo được công đức là hoàn toàn, ông thần không có bôi được. Nhưng mà ông thần không biết á, con tới ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào chết, ông biết hết á, thì ông có hết lượng cái khoảng thời gian để cho con tạo công đức, thấy không? Từ lúc đó để tạo an toàn để con về. Vì thế mà một vị thần có bổn phận khi vào đây, mục đích là tôi tạo công đức, nhưng mà về tại tôi mê phước đức tôi cạo, hoặc là mê ác đức tôi tạo, thì nó không về được. Mà giờ mình tạo được công đức thì ông thần ổng trọng mình. Giờ nó đúng mà. Mấy chục tỷ năm bây giờ nó mới hiểu này, sao cho nó về. Nó tạo được bao nhiêu cho nó về đó, gọi là vì là công đức mà có quỷ thần nể mình lắm, là cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: Phật gia thiền tông 2-3 năm cuối sắp mất thân, vậy vị này có biết không ạ? 2-3 năm cuối thì sao? Vị này 2-3 năm cuối trước khi mất á, thì cái người tu thiền tông này có biết là 2-3 năm nữa mình mất không? Làm sao mình biết 2-3 năm cuối? Bây giờ cái chuyện mà ông thần biết cái vận mạng của mình thôi, chứ mình làm sao biết là cái vận mạng mình chừng nào chết, đúng không? Còn nhưng mà khi mà mình tạo công đức không bị bôi đen á, thì cái lúc đó mình giúp được cái người nào á, tự nhiên mình vui lắm. Mà vui không tả được. À, là cái đó là cái công đức nó tồn tại đó. Còn mình giúp mà tự nhiên mình quên là cái đó là nó bị bôi đen. Còn mình giúp mà tự nhiên mình nhớ hoài, được mình vui nữa nhá, nhớ mà vui là công đức tồn tại đó. Công đức không bị bôi đen. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: con tu thiền tông hàng ngày lúc nào cũng tập cho mình thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Con chia sẻ như vậy có bị sai đường không? Mang mong bác giúp con ạ. Tu thiền tông mà lúc nào cũng thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri thì ông cô hồ cũng dẫn mình về Phật giới của ông.
Đã ta nói tánh Phật là thanh tịnh rỗng hằng ti, nó là tự nhiên như vậy. Mà mình kêu bằng cái đó là thấy chồng thấy, bị xa luân hồi lại chỗ này. Thanh tịnh rỗng hằng ti là chuyện của tánh Phật, là mình hiểu vậy thôi. Bây giờ mình sống thế giới vật lý này thì mình phải lo, lo theo quy luật của nó. Ra đường thì phải canh xe, vô nhà máy làm thì phải canh coi chừng nó có dập tay không hay làm gì. Chứ còn cái lãnh đạo rằng thanh tịnh rỗng lặng hằng ti rồi chết liền á, thấy không? Mình phải hiểu sống thế giới này phải sống đúng quy luật của nó. Còn mình biết con người mình tánh Phật có thanh tịnh rỗng lặng hằng ti, để biết rằng mình không có bị kẻ khác lừa mình về vô hình. À, còn mình tập vậy rồi mai mốt vậy, thánh lệnh không nặng cái ông Phật ổng hiện ra, ô Như Lai đây chắp tay lại ổng là thua rồi. Ổng dạy, bởi vì ổng dạy nó gặp Phật giết Phật. Ổng vừa xuất hiện á, thấy ông Thích Ca lại, ông lại đây tôi lụi ông cho coi. Thì nó thì ổng biết, thì cái ông đó là không phải ông Thích Ca thiệt, là mà ông Thích Ca giả. Ông lại ổng dụ con á chứ gì đâu. Thì ông biết ồ này nó biết tu thiệt. Thành ra mình đừng có hiện nữa. Chứ nếu mà gặp mà ổng mà lại cái rồi ngày mai tiếp tục, thấy ổng linh quá cái là mua bánh trái cúng cho ổng là thua, ngày mai ổng tới, ổng tiếp tục tới. Phải hiểu cái nguyên tắc thế này. Vì thế Thiền Tông nó mới ra đời, nó chỉ rõ là vô hình hữu hình. Vô hình là cái gì, hữu hình là cái gì, nó phân tích hết cho mình nghe. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Con tên Nguyễn Tấn Phong ở Tiền Giang. Ngày trước con có theo phái khất sĩ nên có cúng tụng kinh hàng đêm. Sau này con nghe thầy giảng khoa học và thực tế hơn nên con không còn cúng tụng nữa. Thì trong gia đình có nhiều chuyện xảy ra, với chuyện làm ăn không được suôn sẻ. Bắt cho con hỏi, chuyện cúng tụng còn niệm chú có huyền bí gì không? Cúng tụng huyền bí là nó không có huyền bí. Thế giới này cúng là cô hồn ăn, tụng cô hồn nghe, quyền bí cô hồn làm. Ba cái đó mà tự con cứ suy nghĩ. Con cúng tụng cho ai nghe, túng cho ai ăn, tụng cho ai nghe thì con sẽ hiểu. Nó quyền bí là cái chỗ này nè. À, nếu con hiểu rồi thì không sao. Còn con không hiểu là con chết với nó đó. Đó, quyền bí là không là do này. Là ta phân tích cho rõ ràng thần quản lý nhân quả, người công cụ của tánh Phật, mà tánh Phật nó mượn thân người thì nó sử dụng 16 thứ tánh là công cụ của tánh Phật. Còn hiển linh con người là công cụ cho loài thánh. Mình phải hiểu nguyên tắc này thì mình mới giải mã toàn bộ được cái hiển linh ở thế giới này, thì mới hiểu được cái Thiền Tông chủ trương như thế nào. Thấy không? Mình không hiểu cái này là tu hoàn toàn bị sai. Còn ngày xưa mình không hiểu thì mình tu túng tụng thì đúng rồi. Mình không hiểu thì tưởng gì làm nấy. Còn bây giờ mình hiểu, mình bỏ tưởng đi. Thì nên nhớ rằng bỏ tưởng thì theo Thiền Tông phải học cho đúng. Học đi học lại, cái gì không hiểu phải hỏi người ta, ta chỉ lại cho. Chứ còn mà mình làm sai thì nó rắc rối. Bởi vì nên nhớ rằng tu Thiền Tông giống như đi trên không mà nó rơi xuống là chết liền. Còn tu cái kia giống như đi xe trên đường bộ vậy đó. Có đụng cao lắm bị gãy giò thôi chứ không chết đâu. Khó chết lắm. Thấy không? Phải hiểu. Thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Con tên là Nguyễn Thị Thêu. Cho con hỏi, những việc làm hành động mà không suy nghĩ thì có tạo nên nghiệp không ạ? À? Nếu không thì tại sao? Tất cả thế giới này thì làm phải suy nghĩ. Chứ làm không suy nghĩ thì sao làm? Bây giờ tôi muốn đi đây thì phải suy nghĩ, còn đi đó để làm cái gì? Thì tôi mới đi. Chứ làm không suy nghĩ giờ là làm sao đây? Có nghĩa là tôi đi tôi không suy nghĩ rồi sao? Bước ra đường đi đại rồi làm sao đây? Nó không có cái phương hướng làm sao đi? Tất cả thế giới này suy nghĩ và hành động mới tạo nghiệp. Còn không suy nghĩ thì không hành động được. Mà nếu không suy nghĩ hành động làm sao hành động? Có suy nghĩ mới hành động. Xe rồ máy nó mới chạy, chứ xe không rồ máy sao biểu nó chạy? Đứng tại chỗ sao nó chạy? Phải không? Thế giới này nó phải ăn khớp nhau.
suy nghĩ hành động tạo nhân quả, suy nghĩ hành động tạo phước thiện, nhân quả thiện, ác tạo ác, về Phật giới, về Phật giới, suy nghĩ hành động ba đường. Đến đây ngã rẽ hai đường, kẻ theo lục đạo người về vô sanh, là cái chỗ này. Ba đường thở ra vang, kẻ theo lục đạo là sáu đường đi luôn rồi, người dồi vô sanh. Ta cũng phải suy nghĩ mới đi, chứ nếu mình không suy nghĩ làm sao mình đi. Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo, con bị bệnh dời ăn, con đi trị thầy khoán bằng câu niệm Phật. Bây giờ con tu theo thiền tông, con phải làm như thế nào cho đúng và mau hết bệnh? Bây giờ khoa học có tiến bộ rồi, con có bảo hiểm y tế, vô nó cho mấy viên thuốc uống hết. Giờ viện Zona mình gọi giờ leo, nó rất tốt. Còn không á, con mua cái mực tàu á, con về con mài ra rồi con lấy phết phết vô cho nó cũng hết. Mực tàu nó kỵ cái bệnh Zona này. Mực tàu thiệt á nghe, chứ mực tàu giả. Mua cái mực tàu mà nó gói trong cái tờ giấy mà nó có chữ đàng hoàng từ Hồng Kông, hết hết liền. Nhưng mà tôi nói cho biết hiện giờ á, khoa học trị bệnh dời leo dễ như ăn cơm. Mấy viên thuốc uống thôi, hết liền tại chỗ. Nó rất hay. Còn cái anh mà mực tàu hoặc là cái thuốc mà cái gì của con chồng á, chả hương chồng á, làm nó còn hơi lâu. Chứ bây giờ khoa học giờ nữa, cái bệnh dừa leo rất nhanh. Uống nó cho 3 ngày, sự thật uống 1 ngày đã hết rồi. Nhưng mà uống thêm 3 ngày để chi nó ngừa dứt cái nọc cái con di trùng Zona này. Rồi con hỏi tiếp đi. Rồi hết thì kết thúc. Câu hỏi tiếp theo. Bất kể người nào tu theo pháp môn thiền tông, khi chung ấm thân theo hoa tiêu vào trung tâm vận hành luân hồi, thì điện từ âm, từ dương tự tăng rã ra, trở về âm, điện từ dương trở về dương, chỉ còn lại tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới. Vậy tại sao Đức Phật A-di-đà đã về Phật giới rồi thì lấy phước ở đâu mà lập ra sáu hành tinh nước tịnh độ được? Vì nước tịnh độ này cái gì cũng bằng ngọc, bằng vàng và còn nằm ở trong tam giới này. Vậy thì Đức Phật A-di-đà phải có rất nhiều phước thì mới lập quốc được. Mà Đức Phật đã về với Phật giới rồi thì lấy phước ở đâu ạ? Con chưa hiểu chỗ này, mong Thầy giải thích rõ giúp con. Muốn thành lập cái nước tịnh độ á, thì ông A Di Đà phải ở đây ông làm phước. Mà bây giờ ở thế gian này có người làm phước sẽ tạo được cái hành tinh này, ai biết không? Ông Bill Gates đó, giờ ông có 70 tỷ đô la đó, ông đang bỏ 20 tỷ ông làm phước, nhưng mà ông làm phước cho thế gian. Ông mà biết thước hồi hướng thành lập ra một cái cõi tịnh độ thì ông này làm được. Vì trong cái phước này nè, ổng gọi là tâm có phước và có công đức. Cái công đức về Phật giới, còn cái phước đức tạo nó nằm, cái cõi A-di-đà nó nằm trong cái tam giới này. Ổng tạo đàng hoàng rồi ổng mới về bên kia. Trong thời gian ổng còn sống, mà có thể là không phải ổng tạo một đời này đâu, mà ổng tạo rất nhiều đời, mới tích tụ thành ra một cái phước khổng lồ, tạo thành ra lập cái hành tinh tịnh độ. Không phải đơn giản. Khi thành lập xong rồi là con người ở đây là một vị bắt đầu một vị toàn năng toàn giác ở đây rồi, thì mới nhìn được thấy cái cõi đó đã tạo hoàn chỉnh rồi. Thì khi ông mất ông mới về Phật giới. Về Phật giới ông điều khiển, ông kêu bằng ứng thân vào đó để ông điều hành cái hành tinh này. Có nghĩa là thành lập nước cõi cực lạc hoặc nước tịnh độ phải là con người bằng xương bằng thịt ở thế giới này tạo ra. Khi mãn phần đi về bên kia rồi được cái phép ứng thân hóa thân đến đó để mà truyền đạo. Nên nhớ là thành lập nước A-di-đà phải là để truyền đạo. Truyền đạo thanh tịnh thiền, nhưng mà truyền đạo ở cõi khác. Còn một vị cũng Thích Ca ngồi đây là truyền đạo bằng thân tứ đại. Nên nhớ phải hiểu, phải ở đây. Giống như ông Bill Gates đó, bây giờ ông có 20 tỷ mà giờ ông bỏ thêm
20 nữa đi, ông tạo gì, ông tạo được số nhiều rồi, một đời sau ở tiếp tục làm vậy nữa, làm 5-7 lần, 5-7 lần đời của ông thì cái, nhưng dưới điều kiện là cái hành tinh của ông A Di Đà đó nó phải mãn số, thấy không? Thì ông mới tạo được. Có nghĩa là ông A Di Đà ông tạo đó mà kêu bằng ông hết rồi thì người khác sẽ nấu, giống như ông thuê thôi. Giống như ông thuê Trời Thủy Dương, tôi thuê ông này 1 tỷ năm nè, rồi hết rồi đó, hết rồi, cho ông nào khác thì cho ông thuê khác, ông Phật khác thuê, đã để cũng lấy danh hiệu A Di Đà vậy thôi, mà cũng do người khác. Có nghĩa là người ở đây anh phải tạo bằng phước đức con người thế gian tạo ra thì cái phước mới sử dụng được. Còn mình nhớ rằng các cõi trời là đi hưởng phước, các cõi âm là đi trả quả, hoặc là hưởng phước âm thôi, thấy không? Có hơi hai cái rẻ, chứ không phải là ổng mới về bên kia, ổng tạo không phải là ổng tạo đây rồi, rồi cái công đức ổng có, ổng mới về. Đó, mình phải hiểu một vị toàn năng toàn giác tạo nó khác. Còn mình thì không có toàn năng toàn giác gì, mình chỉ toàn nghe, toàn thấy thôi, thu được nhiều thì được thôi, chứ mình không bằng người ta đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi sau cùng ạ. Có vị Phật gia ở Thanh Hóa bị tai nạn giao thông chết. Cô không được truyền thiền trước chánh điện chùa, nhưng có giúp cho vài người được yếu chỉ thiền tông, và cũng có hỗ trợ một số vật chất về chùa thiền tông. Như vậy cho con hỏi, cô ấy có về Phật giới không? Con bất cứ gì con công đức là về hết, không? Ít nhiều mà. Bởi vì nếu mà đã vô thiền tông được mấy năm rồi, nó có kinh nghiệm á, chứ mới vô chưa kinh nghiệm đâu, thì được về hết, đó không sao, thấy không? Có nghĩa là do cái công đức mình có là không. Nếu mình có thì mình được về. Còn nếu mình mà dù có vô Phật gia hoặc là làm này làm kia mà mình không có công đức thì không có về. Mà nên nhớ rằng giúp chùa mà giúp chùa vật lý thì nó đi một là phước đức, hai là ác đức. Còn giúp chùa thiền tông ít nhiều cũng là công đức ít nhiều. Ít cũng công đức, ít nhiều cũng công đức nhiều, chứ không có. Bởi vì chùa thiền tông ta đâu có làm cái gì sai đâu. Không đốt cây nhang, không cầu nguyện ai thì làm sao mà sai. Thì chỉ lo cho cái thiền tông nó trường tồn lại thôi. Đời này, năm mười năm này nó trường tồn người ta nghe. Mà qua năm mười năm sau, bất cứ nó lưu lại mà nó lưu lại thì người, tất nhiên là những cái người mà có cái tấm bản đó. Không phải bây giờ mình đưa người ta nghe rồi bây giờ 50 năm sau, 20-30 năm sau người ta nghe thì giờ mình vẫn có. Nhưng mà nếu mình còn cái mặt ở thế gian này thì mình vẫn, còn mình mất thì thôi. Mất thôi chứ giờ sao giờ, bởi vì mất một, nếu mà mất mà còn luân hồi thì khi mà mình ví dụ chẳng hạn như lên cái cõi trời Ngọc Hoàng đi, khi trở lại đây thiền tông nó vẫn còn, thì mình vẫn còn cái công đức nó vô của mình. Tuy là mình vắng mặt nhưng mà cái tài khoản mình nó vẫn, công đức nó vẫn vô đầy, mình trở lại tự nhiên trong cái công đức của mình nó có nhiều. Mình phải biết rằng tất cả những gì mà trong thiền tông nói để mà giúp người ta giác ngộ giải thoát ít nhiều cũng phải có công đức. Còn bên kia có hai đường, ác đức và phước đức, có vậy thôi. Chùa nào mở ra cúng 100% là ác đức, chùa nào mở ra làm từ thiện 100% là phước đức, căn bản như vậy thôi. Mình hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi, nếu hết thì con tuyên bố nghỉ từng sau. Buổi giải đáp đến đây xin kết thúc.